Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 94. Tầng 9 đáp, đúng thế, nhưng ngươi thì khác. Cả con cưng của trời cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói, đương nhiên ta cũng không lừa ngươi, ta bảo ngươi đi cũng là có chút ý đồ riêng, vì ta muốn đi về xem thử, thuận tiện làm vài chuyện. Còn việc có đi hay không là do ngươi quyết định. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, tiền bối, nếu ta đi thì thật sự có thể mượn hai thứ đó đạt đến luân hồi cảnh sao? Tầng 9 nói, đương nhiên là được rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mượn được nó. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, sau đó nói, liều thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới ngục tối vô biên. Trong hiệu cầm đồ, Diệp Huyên đi vào hiệu cầm đồ. Tiểu đạo vẫn còn đang ở đây, nàng ta nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Huyên cười hì hì, chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mặt không cảm xúc, không nói một lời. Diệp Huyên đi tới trước quầy, tiểu đạo cô nương, đừng nói là cô còn giận nhé. Tiểu đạo hờ hững hỏi lại, ta giận cái gì? Diệp Huyên đáp, chuyện thư phòng ấy. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ta không tức giận chút nào cả. Dù sao cũng là ngươi chết chứ có phải ta đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đánh giá thấp sức hấp dẫn của thư phòng với bọn họ, chỉ là ta không hiểu vì sao những cường giả hàng đầu kia lại để ý đến thư phòng như thế. Chẳng lẽ tiên tri thật sự là một tồn tại thần thánh đến thế trong lòng bọn họ sao? Vì sao bọn họ cho rằng một thư phòng tiên tri để lại có thể đỡ được ngũ duy kiếp? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên một hồi rồi nói, ngươi không chỉ đánh giá thấp thư phòng, mà còn đánh giá thấp tiên tri nữa. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói thế? Tiểu đạo đóng quyển sách cổ lại, nói tiên tri có rất nhiều tác phẩm, lần lượt là, thời gian, không gian, nhân gian, vô gian, vật chất, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, nếu dùng cấp bậc để suy tính những tác phẩm này, thì giá trị của mỗi quyển đều vượt xa bất cứ một thần vật nào trên đời, dù là phàm kiếm cũng không đáng một đồng trước nó. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, lợi hại đến thế sao? Trong mắt tiểu đạo lộ vẻ phức tạp, chúng ta đang theo đuổi trường sinh, theo đuổi cấp bậc cao nhất của võ đạo, còn hắn thì đang theo đuổi chân lý. Chân lý? Diệp Huyên hơi khó hiểu, có ý gì? Tiểu đạo lắc đầu, cái để mù chữ này. Diệp Huyên? Tiểu đạo lại nói, ngươi chỉ cần hiểu một điều, đó là sự hiểu biết của hắn với thế giới này, với vũ trụ này vượt xa tất cả mọi người trên thế gian. Điểm mạnh của hắn chính là điểm này. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy ta có lợi hại không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, cô lợi hại, cô lợi hại. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nhưng ta cảm thấy hắn lợi hại. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ngay. Tiểu đạo lại nói, lần này đến đây làm gì? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, trả lời tiểu đạo cô nương, ta muốn hỏi thăm cô về hư vô duy độ. Nghe vậy, tiểu đạo hơi nhíu mày, Diệp Huyên, có phải ngươi tự cao đến mức không hiểu rõ năng lực của mình không? Diệp Huyên vội nói, là tầng 9 bảo ta đi. Tầng 9 cất lời, mẹ kiếp, sao ngươi lại như thế chứ? Tiểu đạo nhìn về phía bụng Diệp Huyên, ngươi bảo hắn đến hư vô duy độ à? Tầng 9 im lặng một lát rồi nói, hắn đã đạt đến nhân quả cảnh đỉnh cao rồi, muốn đạt đến luân hồi cảnh, nếu không mượn dùng phần mộ và giếng luân hồi kia. Có lẽ sẽ cần ít nhất mười mấy năm. Tiểu đạo lạnh lùng nói, người đi ra từ nơi đó, chẳng lẽ không hiểu sự nguy hiểm của nó sao? Tầng 9 đáp, nếu người khác đi vào thì chắc chắn phải chết, nhưng hắn thì khác. Tiểu đạo im lặng. Tầng 9 lại nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy có thể cho hắn thử. Tiểu đạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, tự ngươi quyết định đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất nguy hiểm sao? Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyên lại hỏi, nguy hiểm đến mức nào? Tiểu đạo cười nói, chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất ngươi từng gặp. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên hơi sợ, hắn vội vàng hỏi tiếp, tiểu đạo cô nương, cô nói thêm đi. Tiểu đạo hờ hững đáp, ta đề nghị ngươi đừng đi, đương nhiên nếu ngươi muốn đạt đến luân hồi cảnh, nơi đó đúng là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi hiện tại. Có điều cơ hội cao cũng có nghĩa là rất nguy hiểm. Cho nên ngươi tự quyết định đi. Diệp Huyên im lặng.
Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, biết hư ảnh cuối cùng xuất hiện ở Thiên Ma Thành là ai không? Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu đạo nói, đó là một tộc trưởng trước đây của Thiên Ma Tộc, một cường giả chủ tế cảnh lớn tuổi, người tiêu diệt Thiên Ma Tộc, ông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương cảm thấy ta nên đến hư vô duy độ ư. Tiểu đạo cười, đây là sự lựa chọn của ngươi, ta không có ý kiến. Diệp Huyên khẽ thở dài, xoay người rời đi. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới từ sau lưng hắn. Diệp Huyên dừng bước, xoay người, một cái túi màu đen rơi xuống trước mặt hắn, hắn nhìn về phía tiểu đạo, đây là. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, tặng cho ngươi đấy. Nói xong, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, không phải khi thật sự hết cách thì đừng mở nó ra. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó cung kinh hành lễ, đa tạ. Tiểu đạo lạnh nhạt đáp, đi đi. Diệp Huyên cười nói, tiểu đạo cô nương, cô còn có thần vật giữ mạng nào không? Ví dụ như, vận mệnh chi châm gì đó, ta cảm thấy cái này cũng được lắm. Ta. Tiểu đạo ngắt lời hắn, cút. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi hiệu cầm đồ, lúc rời đi, hắn vô cùng vui vẻ. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu cười khẽ, nàng lấy một quyển sách cổ ra đọc, trang đầu của sách cổ có hai chữ, không gian. Sau khi rời khỏi hiệu cầm đồ, Diệp Huyên dừng lại trên đường, vì cô gái một chân đang đứng ở chỗ cách đó không xa trước mặt hắn. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của Diệp Huyên lúc này. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiền bối có chuyện gì sao? Cô gái một chân bay tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có thể đừng quay lại nữa không? Giọng nói lạnh tựa như băng. Diệp Huyên ngây người, sau đó nghiêm túc đáp, tiền bối, ta thích nơi này. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên lại nói, tiền bối, ta. Cô gái một chân chợt ngắt lời hắn, giúp ta một chuyện. Giúp. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó vội nói, tiền bối nói đi. Cô gái một chân trước mắt không tầm thường chút nào, nếu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với đối phương chắc chắn là một chuyện tốt. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, ngứa tay. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, nàng ta đánh một quyền lên mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đánh một quyền vào mặt. Oanh! Diệp Huyên bay ra ngoài, văng xa khoảng mấy trăm trượng. Một vài cường giả xuất hiện ở xung quanh, nhưng khi nhìn thấy cô giá một chân, bọn họ lại lập tức biến mất. Trong ngục tối vô biên này, có hai người nhất định không thể trêu vào, một là tiểu đạo, hai là cô gái một chân. Diệp Huyên ở đằng xa bò dậy, mà lúc này, cô gái một chân kia đã xoay người bỏ đi. Diệp Huyên nổi giận nói, sao cô lại làm thế? Cô gái một chân xoay người nhìn Diệp Huyên, đấu tay đôi không? Diệp Huyên! Tầng 9 chợt lên tiếng, tiểu tử, người nhịn được à? Đánh nhau với nàng ta đi! Diệp Huyên đáp, tiền bối, người ra ngoài giúp đỡ nhé! Tầng 9 nói, có liên quan đến ta à? Diệp Huyên! Lúc này, cô gái một chân lại xoay người rời đi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó vẫn không ra tay. Cú đấm khi nãy đã cho hắn biết người phụ nữ trước mắt chắc chắn mạnh hơn lão cổ. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã đến hư vô duy độ. Hư vô duy độ. Không thể không nói, Diệp Huyên vẫn hơi kiêng dè nơi này. Nhưng bây giờ hắn phải liều mạng, nếu không với tốc độ bình thường, hắn muốn đạt tới luân hồi cảnh thì cần ít nhất mấy chục năm nữa. Mấy chục năm, ngũ duy kiếp cũng đã qua rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, bây giờ người có thể tiết lộ một vài chuyện của hư vô duy độ không? Tầng 9 im lặng một lát rồi đáp, người đi vào là biết thôi. Diệp Huyên cạn lời. Tên này sợ chết thế. Diệp Huyên lắc đầu, hắn đang muốn đi vào thì lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão trông mộ. Thấy người này, Diệp Huyên nheo mắt, ông lão này không phải người bình thường đâu. Ông lão trông mộ nhìn Diệp Huyên, làm gì đấy? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó trả lời, tiểu đạo cô nương bảo ta đến. Tầng 9. Ông lão trông mộ lắc đầu, trở về đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi hỏi, không cho vào sao? Ông lão trông mộ đáp, nếu là người khác thì chắc chắn không cho vào, nhưng nếu cậu muốn vào, ta có thể cho cậu vào, có điều nơi này thật sự rất nguy hiểm với cậu,
không hợp để cậu đi vào lúc này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vậy khi nào mới thích hợp? Ông lão trông mộ im lặng. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, cho hắn đi vào đi. Hắn may mắn lắm, có lẽ không sao đâu. Ông lão trông mộ nhìn xuống bụng Diệp Huyên, sau đó nói, chắc chứ. Tầng 9 đáp, ông hỏi hắn đi. Diệp Huyên. Ông lão trông mộ nhìn Diệp Huyên, cậu nhất định muốn đi vào à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, phải. Ông lão trông mộ gật đầu, vậy thì đi vào đi. Nói xong, lão và Diệp Huyên biến mất. Một lát sau, Diệp Huyên phát hiện mình đang ở trong một khu mộ. Bầu trời ở nơi này rất u ám, gió thổi tới từ xung quanh đem lại cảm giác lạnh thấu xương, xung quanh là vô số ngôi mộ. Diệp Huyên quay đầu nhìn ông lão trông mộ, tiền bối, rốt cuộc nơi này là đâu? Ông lão nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên sửng sốt, vội vàng đuổi theo, tiền bối. Ông lão trông mộ đáp, ta chỉ là một người trông mộ. Diệp Huyên im lặng. Rõ ràng đối phương cũng không muốn cho hắn biết. Lúc này, ông lão trông mộ lại nói, cậu đi sang bên phải, cách nơi này nhìn dặm có một cái giếng khô, đó chính là giếng luân hồi. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm, nhưng ông lão trông mộ đã lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên cau mày, cứ thế đi luôn à? Tầng 9 lên tiếng, đi thôi. Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó xoay người biến mất. Hắn không đi, mà thẳng thừng rời khỏi hư vô duy độ. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới hiệu cầm đồ thiên đạo, tìm đến tiểu đạo một lần nữa, tiểu đạo nhìn hắn, sao thế? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đó rốt cuộc là nơi nào? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người đến đó rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo im lặng một lát rồi hỏi tiếp, ông ta không dám nói với ngươi à? Diệp Huyên lại gật đầu. Tiểu đạo cất lời, vậy để ta nói với ngươi. Nơi đó tên là thần ma mộ địa. Thần ma mộ địa. Diệp Huyên hơi nhíu mày, thần, ma. Tiểu đạo ngồi xuống, sau đó nói, trước thời cổ đại chính là thời đại thần ma, mà trước thời đại thần ma còn có một thời đại nữa, chính là thời đại thiên đạo. Nói đến đây, nàng im lặng một lát mới nói tiếp, thời đại thần ma là thời đại của thần và ma thật sự. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, thần và ma thật sự, có thần sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, có. Ngươi biết vì sao trước đây có nhiều cường giả mạnh như thế không? Vì thời đại trước đây có dư thừa linh khí ở thời đại thần ma dồi dào hơn bây giờ gấp nghìn lần, tu luyện trong môi trường đó, dù là một con lợn cũng có thể đạt đến luân hồi cảnh. Dồi dào hơn gấp nghìn lần. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, nếu thật sự dồi dào hơn gấp nghìn lần thì quá là đáng sợ. Trong môi trường khác nhau như thế, người tu luyện chắc chắn không giống nhau. 1.000 lần đó. Cái này không thể miêu tả bằng từ đáng sợ nữa rồi. Lúc này, tiểu đạo lại nói, người của thời đại kia được trời ưu đãi, hưởng hết thiên phúc. Tu luyện trong hoàn cảnh đó, người không thể nào tưởng tượng được tốc độ tu luyện của bọn họ đâu. Cũng chính vì thế mà cường giả ở thời đại đó cực kỳ mạnh. Nói đến đây, nàng chợt nhìn về phía Diệp Huyên, đừng hỏi ta bọn họ và cô gái váy trắng ai mạnh hơn, ta không muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyên. Tiểu đạo nói tiếp, ở thời đại đó, từ một mức độ nào đấy, một vài sinh linh sau khi đạt đến cực hạn đã có thể xem như bất tử bất diệt rồi. Đương nhiên không ai có thể thật sự bất tử bất diệt cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì? Tiểu đạo cười nói một cách đơn giản là một vài người ở thời đại đó khi đã hết tuổi thọ thì có thể tiếp tục sống theo một cách khác. Diệp Huyên hỏi, cách gì? Tiểu đạo chớp mắt, người biết nhiều thế làm gì? Diệp Huyên. Tiểu đạo lại nói, tóm lại người của thời đại kia thật sự rất mạnh, mạnh đến mức chủ tế cảnh đông như kiến. Diệp Huyên hỏi, độn nhất cảnh thì sao? Tiểu đạo lắc đầu, thời đại đó không có độn nhất cảnh, phía trên chủ tế cảnh còn có hai cảnh giới. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi nói tiếp, mà độn nhất cảnh có thể nói là cảnh giới cao nhất trước mắt. Diệp Huyên lại hỏi, bây giờ có ai đạt đến độn nhất cảnh không? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vấn đề này phải trả tiền. Diệp Huyên. Tiểu đạo lắc đầu, nói tiếp, thật ra hoàn cảnh sống thật sự rất quan trọng, hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo thành cuộc sống khác nhau. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiểu đạo cô nương,
thời đại của bọn họ mạnh như thế, vậy vì sao bây giờ lại biến mất hết thế? Là do ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo gật đầu, phải. Diệp Huyên cau mày, người ở thời đại đó mạnh đến thế mà vẫn không thể ngăn được ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lạnh nhạt trả lời, nếu có thể ngăn được, bọn họ cũng sẽ không đến mức mai táng tập thể. Diệp Huyên ngạc nhiên, mai táng tập thể. Tiểu đạo gật đầu, trước khi ngũ duy kiếp chưa đến, bọn họ đã xem như nó đến rồi. Lúc đó, bọn họ tập trung tất cả thần sư, phu sư mạnh mẽ lại, những người này tính toán ngũ duy kiếp và tương lai, bọn họ phát hiện bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được nó, vì thế lúc đó bọn họ sử dụng một bí pháp phong ấn tập thể, để người của mình tiến vào trạng thái giả chết, dùng cách này né tránh ngũ duy kiếp, sau đó đợi thời cơ sống lại. Diệp Huyên hỏi, đợi thời cơ sống lại. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, khi nãy cô nói bọn họ có thể đoán trước tương lai ư. Tiểu đạo cười, có phải thấy khó tin không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo cười khẽ, bọn họ thật sự có thể đoán trước tương lai, hơn nữa còn rất lợi hại. Nếu không, lúc đó có lẽ bọn họ đã chết hết rồi. Diệp Huyên lắc đầu, đoán trước tương lai, thật sự quá khó tin. Tiểu đạo cười nói, đừng không tin, nền văn minh võ đạo của thời đại người ta phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Đương nhiên cái đoán trước tương lai mà bọn họ nói cũng chỉ là một quỹ đạo đại khái của tương lai mà thôi, muốn biết được chi tiết chắc chắn là không thể. Nhưng cho dù như thế cũng xem như lợi hại lắm rồi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, tiền bối, khi nãy cô còn nói bọn họ đang đợi thời cơ sống lại. Tiểu đạo gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi, đợi thời cơ gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, đợi một người có thể ngăn cản ngũ duy kiếp xuất hiện. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười hì hì, đừng nói là ta nhé. Mí mắt tiểu đạo khẽ giật, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người cảm thấy mình có thể không? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta chỉ đùa thôi. Tiểu đạo lắc đầu, người của thời đại thần ma rất mạnh, nếu bọn họ đều sống lại, ta cũng không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt nữa. Vì thời đại trước mắt đã rất hỗn loạn rồi, nếu bọn họ chọn tỉnh lại ở thời đại này thì thật sự là loạn càng thêm loạn. Diệp Huyên chợt hỏi, tiểu đạo cô nương, vì sao cô lại hiểu rõ chuyện ở thời đại thần bí đó như vậy thế? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, vì lúc thời đại thần ma tự mình phong ấn ta cũng có mặt. Diệp Huyên chớp mắt, cô có mặt. Tiểu đạo cười nói, đúng vậy, ta nhìn bọn họ tự phong ấn mình. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, cô không sợ ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo nhếch miệng cười, người đoán xem. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, hắn muốn đánh người, nhưng hắn đánh không lại. Một lát sau, Diệp Huyên lại hỏi, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc cô là ai? Tiểu đạo càng cười tươi hơn, người đoán đi. Diệp Huyên, thấy sắc mặt Diệp Huyên trở nên khó coi, tiểu đạo che miệng cười khẽ, sau đó nói, người không cần phải đoán ta là ai. Dù sao chắc chắn người sẽ không đoán ra được. Diệp Huyên gật đầu, tiểu đạo cô nương, ta cũng không hỏi những vấn đề chắc chắn cô sẽ không trả lời nữa. Ta sẽ hỏi hai câu cô có thể trả lời. Người của thời đại thần ma sẽ chọn tỉnh lại ở thời đại này chứ? Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, chờ đợi câu trả lời. Lúc này, tiểu đạo khẽ nói, nếu bọn họ tỉnh lại ở thời đại này, thì đồng nghĩa với việc bọn họ cảm thấy thời đại này có người có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Đây là chuyện tốt, nhưng bọn họ tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ càng loạn hơn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, người tuyệt đối đừng cảm thấy mình là vô địch, hoặc cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc thì muốn làm gì thì làm, thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, tiểu đạo cười nói, thật ra ngươi cũng đừng nghĩ mọi chuyện quá đáng sợ, bây giờ bọn họ đều đang ngủ say. Nếu ngươi đi thì cũng không nguy hiểm lắm. Diệp Huyên chợt nói, tầng 9 đến từ hư vô duy độ, nói cách khác y cũng đến từ thời đại thần ma trong truyền thuyết. Tiểu đạo lắc đầu, hắn không phải đến từ thời đại thần ma, hắn khá đặc biệt. Diệp Huyên hỏi, đặc biệt chỗ nào? Tiểu đạo cười, ngươi tự hỏi hắn đi. Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi. Chắc chắn tên này sẽ không nói. Lúc đi tới cửa, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía tiểu đạo, thế giới này có nhân vật đến từ thời đại thiên đạo không? Tiểu đạo gật đầu, có. Hơn nữa ngươi còn từng tiếp xúc. Nghe vậy,
Diệp Huyên ngây người. Diệp Huyên có chút ngẩn ngơ, mà Tiểu Đạo đã không muốn nói gì nữa. Đoạn hắn bỏ đi, nàng ta ở trong hiệu cầm đồ Thiên Đạo, khẽ lắc đầu, người này. Đúng lúc ấy, cô gái một chân bỗng xuất hiện bên trong, nói với Tiểu Đạo, cô thật sự để hắn đi. Bằng không thì thế nào? Cô gái kia im lặng. Tiểu Đạo cười nói, không phải cô cũng muốn nhìn xem hắn có thể thành công hay không à? Đối phương im lặng một hồi rồi hỏi, rốt cuộc cô đang mưu toan điều gì? Đôi mắt Tiểu Đạo khẽ nheo lại. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi hiệu cầm đồ, Diệp Huyên lại đi vào hư vô duy độ. Khi hắn đang chậm rãi rảo bước giữa nghĩa địa, giọng của tầng 9 bỗng vang lên, đang nghĩ gì đấy? Diệp Huyên khẽ nói, tiền bối cho rằng Tiểu Đạo cô nương là ai? Nàng ta rất bí ẩn, có lẽ chỉ có Thiên Đạo trong truyền thuyết mới biết thân phận thật của nàng. Nàng ta làm nhiều việc như vậy, chắc chắn đang ấp ủ gì đó. Thư phòng trong tay ngươi, tầng 9 nói. Diệp Huyên cau mày, vậy vì sao không trực tiếp đoạt lấy? Tầng 9 thấp giọng thở dài, người khác không biết ngươi đáng sợ thế nào nhưng nàng ta chắc chắn biết. Sau lưng ngươi không chỉ có cô gái váy trắng mà còn có cả thiếu chủ của thế lực mạnh nhất ngũ duy nữa, dù là nàng ta cũng không dám dùng vũ lực với ngươi. Diệp Huyên, tầng 9 lại nói, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều vậy, dù sao trước mắt nàng ta vẫn không có ác ý với ngươi mà, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, việc cần kíp bây giờ là đạt đến luân hồi cảnh. Nói xong, hắn càng bước đi nhanh hơn. Bốn phía lặng im không một tiếng động. Diệp Huyên không ngừng lia mắt quan sát những bia mộ kia, phát giác chúng cũng có khác biệt giữa nhau, có lớn có nhỏ, có cái còn được phủ đầy những phù văn bí ẩn. Hắn bỗng hỏi, tiền bối trước kia cũng ở nghĩa địa này sao? Tầng 9 cười, ta quả thật đi ra từ nơi này, nhưng không phải vào thời đại thần ma. Diệp Huyên chớp mắt, nghĩa là sao? Lòng hiếu kỳ của ngươi nặng quá đấy. Hắn cười, nói một chút thôi được không? Sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên cũng im luôn. Đúng lúc ấy, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về cách đó mấy trượng, nơi một ngôi mộ bỗng chấn động. Cái quỷ gì vậy? Hắn không khỏi nheo mắt lại, thầm hỏi, tiền bối. Tầng 9 đáp, ta cũng không biết đó là gì, hay là hai ta thử nhìn xem. Lòng hiếu kỳ của người này nặng ghê. Suy nghĩ một hồi, Diệp Huyên vẫn quyết định đến xem. Đúng lúc ấy, ngôi mộ kia bỗng nhiên tách về hai phía, một chiếc quan tài đỏ máu trồi lên trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn nó, không khỏi cảm thấy có chút e ngại. Thứ này chắc chắn không tốt lành gì cho cam. Tầng 9 lên tiếng, người sợ gì chứ? Người có giáp trúc long, khiên tu di, bất tử bất hủ chi thân. Có là chúa tể cảnh cũng đừng hòng tùy tiện giết ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, thấy rất có lý, bèn thoải mái chạy đến quan sát quan tài kia. Hắn có gì phải sợ chứ? Nắp đậy quan tài bỗng nâng lên rồi di chuyển sang bên phải. Sau đó, một bàn tay trắng như ngọc ngà vươn ra từ bên trong. Là một người phụ nữ. Diệp Huyên nheo mắt, đừng nói lại là một nàng nào đó siêu siêu mạnh nhé. Từ ban đầu cho đến giờ. Hắn nhận ra các nữ siêu cường giả có rất nhiều là đằng khác. Đúng lúc ấy, một cô gái bỗng chậm rãi bay lên từ trong quan tài. Nàng mặc một chiếc váy trắng như tuyết, sở hữu mái tóc bạch kim dài qua eo. Tay áo nàng xòe ra theo hình cánh quạt, tay trái cầm một pháp trượng hình dạng kỳ dị, trên đầu trượng là một quả cầu trắng toát. Đôi mắt nàng khép lại, ngũ quan xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Huyên quan sát nàng ta. Thầm nhủ tiền bối có cảm nhận được khí tức của nàng không? Tầng 9 đáp, không được. Diệp Huyên còn đang định nói gì đó thì cô gái kia bỗng quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Khóe mắt giật giật, hắn khẽ gật đầu, chào các hạ. Cô gái bỗng bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên biến sắc, siết kiếm thiên chu trong tay, nhưng cũng may đối phương không có ý tấn công. Bỗng nàng ta mở miệng, ngươi. Giọng như oanh vàng, êm tai vô cùng. Diệp Huyên chớp mắt, ta thế nào? Không phải vị diện chi tử, lại hơn cả vị diện chi tử. Diệp Huyên nhíu mày, vị diện chi tử. Cô gái cười, muốn xem bói không? Miễn phí. Diệp Huyên ngơ ra một khoảng mới nói, cô có phải thần sư trong truyền thuyết không? Nàng ta lắc đầu, ta là vu sư cơ. Vu sư. Diệp Huyên chăm chú quan sát một lượt, có vu sư nào mặc đồ trắng toát vậy không?
Cô gái lại hỏi, có muốn không nào? Diệp Huyên có phần khó hiểu, vì sao lại muốn xem bói cho ta? Nàng ta cười, mệnh ngươi dai lắm, ta chưa từng thấy ai dai như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, vậy thì xem đi. Cô gái gật đầu rồi nâng pháp trượng lên, khẽ đặt lên trán Diệp Huyên. Uỳnh! Một luồng sáng trắng bất ngờ bao trùm khiến hắn cau mày. Cô gái kia hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như vén màn tinh không, chẳng mấy chốc đã chạm đến vũ trụ tứ duy. Ở một không gian không ai biết nọ, một cô gái váy trắng bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn với đôi mắt lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào. Hư vô duy độ, đôi mắt nữ vu sư nhìn thẳng vào đối phương. Chẳng mấy chốc, những phù văn màu đỏ kỳ dị đã xuất hiện trên đỉnh đầu cô gái váy trắng. Nữ vu sư muốn xem bói cho nàng. Nhưng nàng vẫn duy trì vẻ rửng rưng nhìn lại, không nói gì, cũng không phản ứng. Một chốc sau, những phù văn đỏ máu kia đột nhiên biến mất. Cô gái vu sư mở bừng mắt, để lộ đồng tử đỏ tươi, thì thầm với chút khó tin cô không có mệnh. Cô gái váy trắng chỉ đưa tay ra, một luồng kiếm quang bỗng phóng vút lên, xuyên qua ngân hà, bay thẳng đến hư vô duy độ. Nữ vu sư biến sắc, vẻ kinh hoàng ngập tràn gương mặt. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta nhào vào lòng Diệp Huyên, cứu ta với. Chấm chấm chấm. Cứu ư, Diệp Huyên ngu cả người, nhưng nhanh chóng hiểu ra vì sao. Bởi vì một tia kiếm quang đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nó thuộc về cô gái váy trắng. Nàng lại xuất kiếm rồi. Diệp Huyên lập tức hiểu ra là nữ vu sư kia chắc chắn đã chọc gì đó đến nàng. Có nên cứu không? Đương lúc hắn còn do dự, kiếm quang đã lù lù bay đến sau lưng vu sư. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà kéo nàng ta ra sau. Kiếm quang dừng lại rồi chậm rãi biến mất. Nữ vu sư thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng ngẩng lên nói với Diệp Huyên, cảm ơn ngươi. Diệp Huyên hỏi, vì sao cô lại đi trêu nàng ấy? Cô gái lắc đầu với vẻ phức tạp, ta tính được số mệnh của ngươi có liên quan đến nàng, từ đó suy diễn đến nàng ta. Nữ vu sư dừng lại một chút rồi tiếp lời, không ngờ lại có người mạnh đến vậy, thật là đáng sợ. Diệp Huyên, cô là người của thời đại thần ma sao? Thấy đối phương gật đầu, hắn chần chừ một hồi rồi hỏi, ở thời đại đó, có ai mạnh hơn nàng ấy không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không biết sức mạnh thật sự của nàng. Diệp Huyên nghe vậy liền hiểu ra. Nữ vu sư lại nói, ngươi thì khá yếu. Diệp Huyên đen mặt. Nàng ta lại nói, ta là A Mục, đại tế ti vu tộc. Đại tế ti. Diệp Huyên ngây ra rồi hỏi, địa vị cao lắm ư. A Mục không trả lời mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, bấm ngón tay trái như đang tính toán gì đó. Một hồi sau, nàng ta khẽ nói, ngũ duy kiếp sắp đến rồi. Diệp Huyên hỏi, các người sắp sửa tỉnh lại đúng không? A Mục nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ, người đến đây làm gì? Ta đến tìm giếng luân hồi và phần mộ. A Mục hơi nhăn mày lại, phần mộ, giếng luân hồi. Thấy hắn gật đầu, nàng ta nói, ta sẽ dẫn ngươi đến phần mộ. Thấy nàng ta xoay gót đi, Diệp Huyên vội vàng chạy đến ngang hàng, hỏi, A Mục cô nương, phần mộ kia có nguy hiểm không? Ngươi đi một mình thì có. Nó rốt cuộc là gì? A Mục nhẹ giọng nói, phần mộ, tức cái chết tức luân hồi. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm thì nàng ta đã sải bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc sau, họ đi đến một khu rừng rậm, bên trong là một phần mộ khổng lồ, bốn phía trải rộng phù văn màu đỏ, ở phía trước là một bia mộ không khắc chữ. Diệp Huyên nhìn sang Am, nghe nàng ta nói, vào đi, thứ bên trong có thể giúp ngươi hiểu được luân hồi. Diệp Huyên do dự, có nguy hiểm không? Có. Diệp Huyên. A Mục nhìn hắn, vào đi thôi. Diệp Huyên lại do dự, nhưng nguy hiểm. A Mục, không sao đâu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi cất bước đi đến phần mộ. Khi hắn đứng trước nó, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng tuôn trào từ bên trong. Hắn nheo mắt, rút kiếm chém ra. Uỳnh! Khi luồng sức mạnh khi bị chém nát, một cái bóng màu đen bỗng xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một cú đấm khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Diệp Huyên biến sắc. Chỉ trong một khắc đã lui lại hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại đã phát hiện giáp trúc long trước ngực nứt vỡ, phần giáp còn lại cũng chi chít vết rạn. Diệp Huyên nhìn về phía phần mộ,
thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước lối vào. Khi ông ta lần nữa biến mất, hắn nheo mắt, dùng khiên tu di đẩy về trước. Một nắm đấm từ đối phương nện vào khiên. Oanh! Diệp Huyên bay vút ra ngoài, tấm khiên trong tay nứt thành mấy mảnh. Khiên tu di đã vỡ nát. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, thấy ông ta mặc áo đen, bên trên có thêu hai con rồng đen, mà trên đầu ông ta mọc ra một chiếc sừng đen nhánh. Ông ta không để ý đến Diệp Huyên nữa mà quay sang A Mục với vẻ kiêng kỵ. A Mục lui đến bên người Diệp Huyên, khẽ huých vai hắn, không sao chứ? Hắn thấp giọng đáp, mạnh quá. Nàng ta gật đầu, ông ta là thiên long của thiên tộc đó. Diệp Huyên nhìn sang, thiên long, yêu thú sao? Đúng vậy, A Mục gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Đối phương là rồng, chẳng trách sao lại mạnh đến vậy. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, cô đánh thắng được không? A Mục nhìn hắn, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau á? Diệp Huyên ngây ngẩn, cô chắc chứ? Nàng ta chớp mắt, đại tế ti không biết đánh nhau đâu. Hắn nhìn A Mục một cái, nhanh chóng xác nhận rằng nàng ta thật sự không biết đánh nhau. Đại tế ti mà lại không biết cái này á? Thế thì sống kiểu gì? Đúng lúc ấy, người đàn ông kia bỗng mở miệng, đại tế ti sở hữu thân phận cao quý trong vu tộc, tuy không biết giao đấu nhưng chỉ cần một câu nói của họ, toàn bộ cường giả vu tộc đều sẵn lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì họ. Diệp Huyên nhìn lên, thấy ông ta đang chậm rãi đi đến. Thấy A Mục lập tức nấp ra sau lưng mình, khóe miệng hắn cứng đờ, cô nương không gọi người đến giúp à. Nàng ta lắc đầu, đang ngủ say cả rồi, ta không gọi dậy được. Nhưng ta có thể không đánh lại đâu, hắn thấp giọng nói. A Mục nghe vậy thì do dự một hồi, vậy ngươi gọi cô gái ban nãy đến đi, nàng ta thắng được đấy. Diệp Huyên cạn lời, hắn cũng muốn gọi cô gái váy trắng lắm chứ, nhưng vấn đề là hắn không biết nàng đang ở đâu. Đúng lúc ấy, người đàn ông kia bỗng bật cười, thì ra đại tế ti đã tỉnh lại trước. A Mục nhìn ông ta, người đi với ta này không đơn giản đâu, nếu ngươi dám đả thương hắn thì cẩn thận tai họa buông xuống với cả thiên tộc đấy. Đối phương quan sát Diệp Huyên hồi lâu rồi buông lời giễu cợt, nực cười. Vừa dứt lời, ông ta đã tung ra một nắm đấm. Quỳnh, quyền ấn như biển gầm ùa tới khiến không gian bốn phía sôi trào. Là mục tiêu bị nó nhằm vào, Diệp Huyên chỉ cảm thấy như bị bóp nghẹt. Sức mạnh thân thể khủng khiếp quá. Hắn thu khiên tu di và giáp trúc long vào, sau đó chỉ thấy từng làn tử khí xuất hiện quanh người. Một luồng khí. Tức khổng lồ tuôn trào từ cơ thể hắn. Khi quyền ấn kia ầm ầm bay đến, Diệp Huyên không né không tránh, để mặc nó nện vào người. Duỳnh. Hắn lập tức thối lui mười mấy trượng, nhưng sau khi dừng lại thì không hề hấn gì. Bất tử chi thân. Người đàn ông thấy vậy thì khẽ nhíu mày, thân thể của ngươi. Ông ta vừa nói đến đây thì Diệp Huyên tung người vọt lên, cầm kiếm thiên chu bổ xuống. Đối phương không tránh mà lại tung đấm ra. Rầm. Kiếm quang bị chặn đứng, nào ngờ lại một thanh kiếm nện xuống đầu người đàn ông. Oanh. Kiếm thiên chu run bắn lên, Diệp Huyên trở về vị trí cũ. Hắn quan sát nó một chút. Chỉ thấy kiếm và toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đang run lẩy bẩy. Thân thể ông ta quả thật mạnh hơn bất hủ chi thân của hắn nhiều. Chẳng lẽ là bất diệt kim thân? Như biết suy nghĩ của hắn, tầng 9 bỗng lên tiếng, không phải bất diệt kim thân đâu, cùng lắm chỉ là bất hủ thôi. Nhưng mà hắn thuộc thiên long tộc, cái bất hủ của thân thể hắn mạnh hơn con người nhiều, bởi long tộc dù sao cũng được trời cao ưu ái về mặt thể xác. Diệp Huyên hỏi, làm sao để đánh chết? Ta có một đề nghị, trốn đi. Diệp Huyên đen mặt, ta trốn được sao? Thì thử mới biết. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà chuẩn bị vọt chạy. Nào ngờ cô gái A Mục kia bỗng bắt lấy tay hắn, người định trốn đúng không? Dẫn ta theo với. Diệp Huyên. Người đàn ông kia chợt bật cười, trốn. Con người, đứng trước thiên long tộc ta mà còn muốn trốn sao? Có phải ngươi đang nghĩ nhiều rồi không? Vừa dứt lời, ông ta gầm lên. Quỳnh! Tiếng rồng ngâm với uy lực cuộn trào như gió lốc quét qua. Nó đi đến đâu, không gian nơi ấy lập tức vỡ nát. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt lại, nhún người vọt lên, hóa thành một tia kiếm quang lao đi. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên,
hắn chém thẳng vào tiếng rồng ngâm ấy. Duỳnh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bốn phía. Diệp Huyên dừng lại, tiếng rồng ngâm đã bị chém vỡ, nào ngờ người đàn ông kia bỗng xuất hiện trước mặt hắn, vung tay đấm thẳng vào họng hắn. Bốp! Diệp Huyên liên tục lùi lại mấy chục trượng. Khi hắn dừng lại rồi, đối phương tiếp tục xuất hiện, tiếp tục tung đấm, lần này nhằm vào đầu hắn. Diệp Huyên không tự giơ đầu ra đỡ mà nghiêng đi né tránh, sau đó vung kiếm sang ngang, lìa qua bụng người đàn ông. Sau đó hắn cảm nhận được thiên chu chém vào một thứ kiên cố vô cùng. Nắm đấm của người đàn ông cũng lao thẳng vào đầu hắn. Diệp Huyên không tránh mà đâm mũi kiếm vào cổ họng đối phương. Ầm, xoẹt, tiếng rên và tiếng chém vang lên, cả hai người đều lui lại, Diệp Huyên mấy chục trượng, người kia mười mấy trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại thì lập tức kiểm tra thân thể mình, thấy tuy có dấu nắm đấm nhưng không cảm nhận được đau đớn, toàn thân cũng không bị sứt mẻ hay tổn thương. Nhưng tử khí thì đang vơi dần đi, hắn lập tức hiểu bất tử chi thân sẽ không kéo dài được lâu nữa. Ở nơi xa, người đàn ông kia dừng lại, nhìn xuống bụng mình, nơi có hai vết chém hẳn sâu xuống. Tuy chúng không phá được lớp da của ông ta nhưng vẫn để lại dấu vết. Ông ta bèn ngẩng lên nhìn Diệp Huyên, thân thể này của ngươi hẳn do bí pháp nào tạo nên. Ta cũng muốn xem thứ đó có thể giúp ngươi duy trì trạng thái này trong bao lâu. Vừa nói xong, ông ta đã vọt lên cao, nắm đấm ầm ầm nện xuống. Ầm! Đấm vừa ra, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng vặn vẹo lại. Diệp Huyên nheo mắt, giẫm mạnh chân, hóa thành kiếm quang bay tít lên. Uỳnh! Kiếm quang lóa mắt nổ ra nơi chân trời. Diệp Huyên vừa rơi xuống đất, người đàn ông kia đã lao đến, nện nắm đấm vào ngực hắn. Ầm, cả người hắn chấn động, bay người về sau mấy chục trượng. Đối phương lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, Diệp Huyên bỗng rút kiếm đâm tới. Ông ta nheo mắt, chắp hai tay vào nhau, trực tiếp chặn kiếm thiên chu của hắn. Nào ngờ Diệp Huyên bỗng buông kiếm, tự lao mình về trước, rộng đầu vào trán ông ta. Cốp! Người đàn ông lảo đảo lùi lại mấy trượng, Diệp Huyên đã lập tức nhào tới trước mặt, kiếm trong tay chém ra, trực chỉ cổ họng ông ta. Nhưng ông ta không những không tránh mà còn mặc cho thanh kiếm nện vào họng mình. Ầm, thiên chu vẫn không thể lấy đi đầu của đối phương, mà ông ta lại trả đũa bằng một quyền vào cổ Diệp Huyên. Uỳnh, Diệp Huyên lùi lại mười mấy trượng, tuy không hề hấn gì nhưng sắc mặt có phần khó xem. Thân thể hắn sở dĩ còn có thể đối đầu với người đàn ông này là nhờ có tử nhân kinh, nhưng hắn có thể cảm nhận được tử khí quanh người đang dần biến mất. Hắn chỉ có thể duy trì bất tử chi thân trong nhiều nhất là một khắc nữa. Một khi nó mất đi, hắn hoàn toàn không có cách chống lại người này. Hoặc trốn, hoặc tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đối thủ, thấy ông ta đưa tay lên vuốt cổ, cảm nhận được đau đớn truyền đến, bởi kiếm của Diệp Huyên không phải vật thường. Hắn chậm rãi khép mắt lại. Trốn ư? Hắn không muốn. Bất thình lình, hắn mở bừng mắt. Uỳnh! Một tia máu bắn ra từ trong cơ thể hắn, nhuộm toàn bộ chân trời thành màu đỏ trong nháy mắt. A Mục ở xa nhìn thấy vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, huyết mạch chi lực mạnh quá. Người đàn ông cũng cau mày, huyết mạch chi lực. Kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên bỗng trở thành màu đỏ máu, bản thân hắn cũng biến mất ngay sau đó. Xoẹt! Kiếm quang đỏ thắm lóe lên, đi đến đâu lập tức khiến không gian nát vụn đến đó. Người đàn ông vẫn vững vàng tung đấm ra. Khi nắm đấm nện vào lưỡi kiếm, Diệp Huyên không bị đánh bay như lần trước, ngược lại, thiên chu còn đâm thủng tay người đàn ông. Ông ta khẽ biến sắc, lại dùng tay trái ra quyền. Diệp Huyên bất chợt thu kiếm về, đoạn vung kiếm chém ra. Ầm! Kiếm quang màu máu ập xuống. Uỳnh! Người đàn ông bị nó đẩy lui, khi dừng lại chỉ thấy bàn tay phải đã nứt toác, máu phun như suối. Ông ta ngẩng lên, chỉ thấy kiếm quang thẳng tắp lao tới, bèn đưa hai tay lên đầu cản lại. Ầm! Ông ta lại lui bước, còn chưa kịp dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt. Uỳnh uỳnh uỳnh! Người đàn ông liên tục lui bước, thân thể đã không thể ngăn lại kiếm của Diệp Huyên nữa. Khoảng một khắc sau, người đàn ông bỗng dừng bước. Gầm lên một tiếng vang dội. Tiếng rồng ngâm đinh tai chấn động mà ra, nhưng lập tức bị Diệp Huyên chém vỡ. Lại một tiếng gầm nữa, thân thể người đàn ông thay đổi.
chỉ trong khoảnh khắc, một con rồng khổng lồ dài tận mấy trăm trượng ngự trị trên bầu trời. Bỗng có tiếng A Mục hưng phấn reo lên từ nơi xa, mau giết hắn đi. Uống máu rồng, gặm gân rồng, ngon lắm luôn. Diệp Huyên. Thần trí Diệp Huyên vẫn còn tỉnh táo, bởi hắn chưa đạt đến ngưỡng phẫn nộ đủ để đánh mất lý trí. Nhưng cũng vì vậy mà huyết mạch chi lực của hắn không phát huy được toàn bộ sức mạnh. Hắn nhìn Thiên Long kia với vẻ nghiêm trọng. Ông ta không những biến hình mà còn biến khổng lồ thế này, bảo hắn đánh kiểu gì bây giờ? Nơi chân trời, con rồng đồ sộ kia dõi mắt nhìn xuống, gầm lên những tiếng điên cuồng, mang theo long uy cuồn cuộn ập xuống. Chân trời cũng vì long uy mà trở nên méo mó. Diệp Huyên nhìn sang A Mục, cô có thể hỗ trợ một tay không? A Mục do dự, ta thật sự không biết đánh nhau đâu, bình thường đều có người giúp ta hết. Diệp Huyên không biết nói gì. Nghe mấy chữ không biết đánh nhau này, hắn suýt nữa buột miệng chửi thề. A Mục tiếp lời, nhưng ta có thể giúp ngươi mạnh hơn. Hắn ngây ra, giúp ta trở nên mạnh hơn. Nữ vu sư gật đầu rồi đi đến trước mặt hắn. Nàng ta khép mắt lại, lẩm nhẩm một tràng thần chú dài dòng. Một hồi sau, tay nàng vươn lại chấm nhẹ vào giữa mày Diệp Huyên, nhân danh vu thần, ban cho ngươi vu thần chi lực. Uỳnh! Chỉ trong một thời gian ngắn, những phù văn bí ẩn màu đen lan tràn khắp gương mặt Diệp Huyên. Theo đó, luồng sức mạnh khổng lồ như núi lửa dâng trào trong người hắn. Cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ mà mình chưa từng có này, Diệp Huyên không khỏi ngỡ ngàng. Đúng lúc ấy, long uy từ chân trời ập đến. Hắn ngẩng đầu, vung nắm đấm ra. Ầm! Chân trời chấn động, long uy biến mất. Diệp Huyên nhìn tay phải mình, cảm nhận được sức mạnh hơn trước kia ít nhất 10 lần. Bí pháp nghịch thiên gì thế này? Con Thiên Long kia lần nữa gầm lên, từ từ hạ xuống. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà dẫm chân xuống. Rắc! Nơi đó biến thành vực sâu hun hút. Sau đó, hắn lại tung quyền về phía con rồng. Trước mặt Thiên Long, hắn chỉ nhỏ bé tựa một con kiến hôi, nhưng cú đấm này của hắn lại buộc sinh vật khổng lồ kia phải khựng lại tại chỗ. Thiên Long giống lên, vung vuốt về phía Diệp Huyên, nào ngờ hắn cũng thét ầm lên, tung quả đấm ra với toàn bộ sức mạnh. Ầm! Thiên Long bị một đấm này của hắn đẩy lùi, từng cụm vảy rồng thi nhau nát bươm, máu tuôn. Như suối, tạo thành cảnh tượng hoành tráng vô cùng. Nó dừng lại cách đó ngoài nghìn trượng, cả người chẳng chịt thương tích. Diệp Huyên nhìn nắm tay của mình mà không khỏi kinh ngạc. Sức mạnh này siêu thực quá rồi. Ở nơi xa, Thiên Long nhìn Diệp Huyên với vẻ kiêng kỵ tràn ngập trong mắt. Chợt như nghĩ đến gì đó, nó đánh mắt sang A Mục. Nàng ta nheo mắt, vội nói với Diệp Huyên, cứu ta. Nàng vừa dứt lời, cái đuôi của Thiên Long đã ầm ầm quét tới. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt A Mục. Trước khi hắn ra tay, nữ vu sư lại gõ nhẹ vào kiếm Thiên Chu, nhân danh vu thần, ban cho người thần phong. Uỳnh! Thiên Chu chấn động. Biến từ màu đỏ thắm thành đen tuyền, nơi mũi kiếm lóe lên một chấm sáng màu đen. Diệp Huyên ngây ngẩn, sau đó tung người lên, nện kiếm xuống. Xoẹt! Cái đuôi của Thiên Long bị một kiếm này chặt phăng, vòi máu phun ra nhuộm đỏ cả chân trời. Diệp Huyên hết hồn. Kiếm Thiên Chu mạnh đến vậy sao? Hắn nhìn thanh kiếm trong tay mà cảm thấy mê man. Đúng lúc ấy, A Mục lên tiếng, giết ông ta đi. Diệp Huyên nhìn lên, thấy Thiên Long đang xoay người bỏ chạy trong sợ hãi. Tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi chân trời. A Mục vỗ nhẹ vào lưng Diệp Huyên, nhân danh vu thần, ban cho ngươi thần tốc. Uỳnh! Một luồng sức mạnh bí ẩn bỗng ùa vào cơ thể hắn. Diệp Huyên ngẩn ra, một khắc sau đã biến mất ở chân trời. Khoảng hai hơi thở sau, hắn trở lại với một con rồng khổng lồ trong tay. Thấy hắn đáp xuống, A Mục phấn khởi chạy đến, vung chân đạp vào đầu rồng, đánh đi. Ngon đánh tiếp đi, ngươi phách lối lắm mà. Diệp Huyên ngần ngừ, ông ta chết rồi. A Mục chớp chớp mắt, vậy thì rút gân, uống máu đi, thân thể ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Hắn do dự, vậy có được không? A Mục vừa muốn mở miệng thì thấy hắn đã đi đến trích máu rồng. A Mục, chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã rút cạn máu Thiên Long. Cất vào tháp giới ngục, sau đó lại bắt đầu rút gân rồng. A Mục vừa đứng xem vừa hướng dẫn hắn cách làm cho đúng.
Đây là tủy rồng, đại bổ, đừng làm hỏng đó. Đây là gan rồng, xào lên ngon tuyệt, giữ lại cho ta. Đây là tim rồng, ăn vào thì tim sẽ siêu mạnh luôn, người ăn đi. Đây là pín rồng, khụ. Diệp Huyên tỉnh dụi thu thứ đó vào. Chỉ một hồi sau, con thiên long đồ sộ đã bị tách lọc sạch sẽ. Sau đó, Diệp Huyên trực tiếp bắc một cái nồi lớn lên, hầm thịt rồng. Hương thơm nhanh chóng lan tỏa bốn phía. A Mục nhìn thịt trong nồi với vẻ phấn khích, thơm quá. Tiếc rằng không phải bát bộ thiên long, bằng không sẽ càng thơm hơn nữa. Diệp Huyên hỏi nàng ta, bát bộ thiên long. A Mục gật đầu, thiên long tộc là thành viên của thiên tộc, mà trong số họ thì bát bộ thiên long là mạnh nhất. Ngươi xem chỗ này này, tên này chỉ mới tu luyện được hai long văn, chỉ tính là hạng xoàng trong tộc thôi. Hạng xoàng thôi ư. Diệp Huyên nheo mắt lại, do dự một hồi mới hỏi, tộc thiên long có nhiều rồng không? A Mục nhún vai, bình thường, tầm vài trăm thôi. Vài trăm. Hai chữ này khiến Diệp Huyên cứng người. A Mục hỏi, người sợ à? Hắn nhìn nồi thịt rồng trước mặt, nói, bọn họ không thủ giai chứ? A Mục, siêu giai. Bọn họ vốn đã ít tộc nhân rồi nên cực kỳ bao che cho nhau. Trước kia từng có người khiến một con thiên long bị thương, sau đó bị hơn 100 con rồng trong tộc dí theo tận mấy chục năm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ vào nồi thịt, chuyện này từng xảy ra chưa? A Mục chớp mắt, chưa từng. Diệp Huyên, dù sao họ cũng chưa tỉnh lại. A Mục lắc đầu, sai rồi. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta nói, bọn họ hẳn là đều đã tỉnh rồi. À không, mới có một vài thôi. Diệp Huyên, ta chỉ ăn thịt một con, bọn họ sẽ không giận chứ. A Mục nhìn hắn cười hì hì. Diệp Huyên, bỗng nữ vu sư reo lên, chín rồi. Nàng ta lấy ra một đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hai mắt khép lại mơ màng, ngon quá đi. Nói xong, A Mục nhìn sang Diệp Huyên, người không ăn à. Thấy hắn im lặng, nàng ta hỏi, đừng nói là ngươi sợ nhé. Ta sợ gì chứ? Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, đoạn tự gắp cho mình một miếng thịt. Hương vị của thịt rồng quả thật không tệ. Như nghĩ đến gì đó, hắn bỗng hỏi, A Mục cô nương, ban nãy cô nương dùng bí pháp cho ta sức mạnh sao? Có thể xem là vậy, thấy lợi hại không? Rất lợi hại, cô dạy cho ta được chứ? A Mục lắc đầu, không được, chỉ có đại tế ti mới dùng được thôi. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, vậy ta làm đại tế ti được không? A Mục quan sát hắn một hồi rồi lắc đầu, không. Ngươi không có huyết mạch phu tộc thuần khiết, nhưng ngươi có thể làm vu thị. Vu thị, Diệp Huyên cau mày. A Mục cười, chính là người hầu của đại tế ti đó. Thấy sắc mặt hắn trở nên kỳ lạ, nàng ta như đoán được suy nghĩ hắn, nói, nè nè, đừng có bày ra vẻ mặt đó chứ. Ở vu tộc chúng ta, địa vị của vu thị cũng rất là cao đó, chỉ dưới tộc trưởng và đại tế ti thôi. Ngươi có biết có bao nhiêu người vu tộc muốn được trở thành vu thị không? Thành vu thị có lợi ích gì sao? Diệp Huyên hỏi. A Mục, vu thị có thể có được sức mạnh khổng lồ, như người bạn này, thông qua đại tế ti. Diệp Huyên hiểu ra, đại tế ti tương đương với người hỗ trợ, không có khả năng chiến đấu. Nhưng hỗ trợ thế này thì cũng mạnh phết đấy. Tỷ như ban nãy, sau khi được A Mục hỗ trợ tăng sức mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối không thua chúa tể cảnh. Không, phải nói là mạnh hơn chúa tể cảnh rất nhiều. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hỏi A Mục, còn bí thuật nào mạnh hơn nữa không? Nàng ta gật đầu, có chứ, nhưng hiện giờ ngươi còn yếu quá, không thể chịu đựng chúng được. Tóm lại, nếu ngươi chịu đi theo ta, ngươi sẽ được lợi rất rất nhiều đó. Diệp Huyên, cô muốn ta làm vô thị cho cô. A Mục tròn mắt, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta sẽ không phục vụ cho ai khác. Ta không cần ngươi phục vụ. Nàng ta cười. Vu tộc có vô số bảo vật, ta biết chúng ở đâu. Diệp Huyên mở to mắt, ta dùng được không? Mượn, chỉ mượn thôi. A Mục cười, nếu ngươi đồng ý làm vu thị cho ta thì có thể dùng tất cả bảo vật của vu tộc. Diệp Huyên bỗng hỏi, vì sao cô chọn ta làm vu thị? Thấy nàng ta chớp mắt, hắn nói thêm, không được nói dối. A Mục im lặng một hồi rồi nói, ta hiện nay đang gặp nguy hiểm rất lớn, cần ngươi bảo vệ. Diệp Huyên cau mày, rất nguy hiểm ư.
A Mục gật đầu, theo lý mà nói thì ta không nên tỉnh dậy vào lúc này, nhưng ta lại tỉnh lại, mà cường giả vu tộc lại không. Diệp Huyên, tộc của cô có nhiều kẻ địch lắm ư? Cực nhiều. A Mục gật đầu rồi nhìn sang Diệp Huyên, ta đã xem bói cho ngươi, thấy mệnh số ngươi dai dẳng. Nếu ta đi cùng ngươi, mệnh ta cũng sẽ được như vậy. Diệp Huyên hạ giọng, vậy cô có xem bói, thấy đi theo ta có thể cũng rất nguy hiểm không? A Mục chớp mắt, ta chưa xem cái này. Diệp Huyên vừa mở miệng thì cảm nhận được long uy ngùn ngụt ập đến từ chân trời. Là Thiên Long. Hắn nheo mắt lại, đoạn nghe A Mục nói, đừng sợ. Diệp Huyên thoáng thả lỏng, hỏi nàng ta, cô có cách đối phó. A Mục mỉm cười, đưa một miếng xương rồng lên gặp, con rồng đang đến này hẳn là có bốn long văn, theo suy đoán thì mạnh hơn con vừa nãy ít nhất 5 lần. Nhưng người đừng lo, sức mạnh của nó chẳng thấm vào đâu với cô gái váy trắng kia cả. Người gọi nàng ấy đến đi, loại rồng này chỉ cần nàng dùng một ngón tay là có thể tiêu diệt rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, A Mục cô nương, ta đang muốn nói, ta không liên lạc được với nàng ấy. A Mục trợn mắt, ngươi nói thật sao? Diệp Huyên gật đầu, ta rất nghiêm túc, với lại, ta cũng có hơi sợ rồi. A Mục đặt miếng xương trong tay xuống, nhìn nồi thịt rồng trước mặt, nói có lẽ ban nãy chúng ta ra tay hơi ác thật. Diệp Huyên, trong nồi, thịt rồng thơm phức. Chân trời, long uy đến gần. A Mục bỗng đứng dậy, đi đến sau lưng Diệp Huyên rồi trèo lên, chạy. Diệp Huyên không chút do dự, guồng chân chạy thẳng. Hắn sử dụng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã mất dạng. Sau khi hai người bỏ chạy, một ông lão bỗng xuất hiện. Ông ta nhìn nồi thịt hầm, sắc mặt vặn vẹo đầy dữ tợn, không. Tiếng như sấm rền, chấn động chân trời. Một hồi sau, ông ta ngẩng đầu nhìn về phương xa với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Thiên Long tộc chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như bị người hầm thịt như vậy. À, với một tiếng thét, ông ta xông ra. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, Diệp Huyên cõng A Mục chạy trối chết. Trên đường đi, hắn hỏi, A Mục cô nương, phụ tộc chưa có cường giả nào tỉnh lại hết sao? Nàng ta nhìn bốn phía rồi đáp phải. Diệp Huyên xạ mặt, vậy vì sao cô lại tỉnh? A Mục im lặng nhìn hắn một hồi nhưng không đáp. Đúng lúc ấy, một luồng long uy mạnh mẽ vồ tới từ phía sau. Bị đuổi kịp rồi. Diệp Huyên không khỏi biến sắc, vội vàng tăng tốc. Nhưng long uy đã đến càng gần, chứng tỏ tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn. Diệp Huyên hỏi, A Mục cô nương có cách gì không? A Mục ngoái nhìn sau lưng rồi khép mắt lại, niệm chú trong miệng. Một hồi sau, nàng ta ấn nhẹ vào gáy Diệp Huyên, nhân danh vu thần, ban cho ngươi thần tốc. Chỉ trong chớp mắt, tốc độ của Diệp Huyên đã tăng lên ít nhất 10 lần, hắn cũng cảm nhận được một cơn đau như xé toạc cả người. Ngay cả bất hủ chi thân của hắn cũng khó mà chịu được tốc độ này. Diệp Huyên không khỏi lấy làm kinh hãi. Năng lực của A Mục quá kinh khủng. Sau đó, hắn nhận ra mình đã cắt đuôi được con Thiên Long kia. Ở phía sau, ông lão kia bất chợt dừng bước. Đôi mắt ông ta nhìn về cái bóng biến mất của Diệp Huyên, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Sau đó ông ta chợt gầm lên, để từng tiếng rồng ngâm lan tràn khắp chân trời. Diệp Huyên cũng nghe được. Bèn hỏi, đang làm gì vậy? A Mục do dự một phe, đang gọi rồng. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, hình như ta chọc chúng tổ ong vò vẽ rồi đúng không? A Mục gật đầu, Thiên Long tộc xem trọng nhất là mặt mũi, vậy mà ngươi lại làm thịt tộc nhân của họ, chẳng khác gì sỉ nhục, lại còn là sỉ nhục chưa từng có. Nếu ngươi rơi vào tay họ thì thảm thiết lắm. Diệp Huyên, cô cũng ăn thịt rồng cơ mà. A Mục trợn tròn mắt. Vậy chúng ta không thể rơi vào tay họ được. Diệp Huyên gật đầu rồi lại guồng chân chạy càng nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đi đến trước một sơn cốc với mây đen răng vần vũ trên đầu, bên trong lại là từng trận gió lạnh u ám, chỉ nhìn thôi đã biết không phải nơi tốt lành gì. Thấy hắn chần chừ rồi xoay gót đi, A Mục hỏi, sao vậy? Diệp Huyên, chỗ này không thân thiện mấy, chúng ta tìm nơi khác. A Mục, không có nguy hiểm gì đâu. Cô chắc chứ? A Mục nhìn vào rồi gật đầu, chắc chắn. Diệp Huyên nghe vậy thì cõng A Mục đi vào sâu trong sơn cốc, nơi hắn tìm thấy một vài khúc xương trắng. Diệp Huyên quan sát chúng một hồi rồi nói, A Mục cô nương,
cô phải làm sao để cường giả vu tộc nhanh chóng tỉnh lại đi. A Mục, phải tự bọn họ muốn tỉnh lại mới được cơ. Hắn cau mày, không thể đánh thức sao? Không, nàng ta lắc đầu. Diệp Huyên đang muốn hỏi tiếp thì A Mục lên tiếng, người có làm vô thị của ta không? Hắn nhìn nàng ta, A Mục cô nương, ta thấy chuyện cấp bách bây giờ là làm sao để sống sót mới phải. Thấy A Mục muốn nói lại thôi, hắn hỏi, cô muốn nói gì? Người có biết thiên tộc không? Diệp Huyên lắc đầu, không. A Mục khẽ nói, thiên tộc là một tên gọi chung, trong đó có rất nhiều chủng tộc hùng mạnh. Bọn họ liên minh với nhau, cùng tự xưng là thiên tộc. Thiên long tộc là một trong số đó, nhưng còn có rất nhiều chủng tộc khác trong thiên tộc mạnh hơn họ. Diệp Huyên nheo mắt, bỗng dưng hiểu được lời tiểu đạo từng nói. Kiếm tông không ra mặt, hư vô duy độ này chính là thế lực đứng đầu ngũ duy. A Mục tiếp tục, nhưng ngươi yên tâm, vu tộc ta không phải sợ bọn họ. Ngươi theo ta tức là theo vu tộc, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyên, cô cũng biết là con rồng kia tấn công trước. A Mục nhoẻn cười, ngươi nghĩ họ sẽ chịu nói lý với ngươi sao? Diệp Huyên im lặng. A Mục vỗ vỗ vai hắn, đừng nghĩ nhiều quá, không phải chỉ làm thịt một con thôi sao? Nếu thực lực của ngươi ngang với cô gái váy trắng kia thì đừng nói một con, ngươi có cho toàn bộ thiên long tộc vào nồi, thiên tộc cũng không dám hé răng. Diệp Huyên đảo mắt, đại tỷ ơi, đệ không có thực lực ngần ấy đâu. A Mục cười, ngươi cố gắng tu luyện là sẽ có thôi. Diệp Huyên lắc lắc đầu, hắn vốn cho rằng sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh sau khi tiêu diệt người hộ đạo, nào ngờ sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi. Người hộ đạo không còn, nhưng bây giờ lại có thiên tộc. Diệp Huyên nói với A Mục cô nương, ta thấy hay là thôi, ta không làm vô thị của cô đâu. Đôi mày đối phương khẽ nhíu lại, vì sao? Ta đã giết thiên long của thiên tộc, nếu làm vô thị của cô thì bọn họ sẽ tính món nợ này lên người vu tộc. Rồi các người sẽ bắt bớ giao nộp ta ra. Khi ấy e rằng đến bạn còn không làm được. A Mục cười, người yên tâm, việc ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Vì sao? A Mục nháy mắt, bởi vì vu tộc ta không đội trời chung với thiên tộc. Diệp Huyên vừa định mở miệng thì đã nghe tiếng rồng ngâm truyền đến từ chân trời xa xôi. Hắn nhíu mày, đang chuẩn bị bỏ chạy thì lại nghe A Mục nói, tên kia đang ở xa lắm, không phát hiện chúng ta. Nếu lập tức trốn đi thì càng dễ bị phát hiện hơn. Diệp Huyên do dự một chút rồi gật đầu, vậy chúng ta cứ đợi trong này trước. A Mục đi đến trước mặt hắn, sao nào? Ngươi đồng ý làm vô thị của ta chứ? Thấy hắn chần chừ, nàng ta lại nói, nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi đạt đến chúa tể cảnh. Ba chữ cuối khiến Diệp Huyên nheo mắt, thật không? A Mục nghiêm giọng, về cơ bản, ta không lừa gạt người khác. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, được, ta sẽ làm vô thị của cô. A Mục tròn mắt rồi đưa tay ra, bên trong là một giọt máu đào, nào, cho ta một giọt máu của ngươi. Diệp Huyên ngạc nhiên, máu tươi ư. Nàng ta gật đầu, chúng ta cần làm một nghi thức. Còn phải có nghi thức nữa à, hắn không khỏi lầm bầm. A Mục cười, nghi thức đơn giản thôi, cho ta nào. Diệp Huyên im lặng. Như hiểu được nỗi lo của hắn, nàng ta nói, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, thật ra ngươi còn được lợi rất nhiều nữa. Diệp Huyên chăm chú nhìn nàng ta rồi mới khép những ngón tay lại, để một giọt máu nhỏ lên tay A Mục. Hai giọt máu hòa vào cùng nhau, A Mục bắt đầu niệm thần chú. Diệp Huyên quan sát nàng ta, dẫu sao máu của hắn cũng không phải máu thường, không sợ sẽ bị bày mưu đặt kế gì. Bỗng A Mục nhìn hắn, lấy sinh tử làm khế. Vĩnh kết đồng tâm. Vừa dứt lời, hai giọt máu bỗng hóa thành vô số tia máu bao phủ lấy hai người. Diệp Huyên chau mày, A Mục cô nương, đây là... Đối phương nhoẻn cười, không sao cả, người sẽ nhanh chóng được cùng chung thần hồn với ta. Diệp Huyên đang muốn nói thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể. Uỳnh, mắt hắn trợn tròn, cả người căng cứng. Khoảng một khắc đồng hồ sau... Những tia máu quanh hắn và A Mục dần biến mất, giữa mày Diệp Huyên xuất hiện một ấn ký nhỏ màu đỏ, nhưng cũng nhanh chóng phai đi. Hắn hỏi, cô vừa làm gì với ta? A Mục, đây là khế ước tồn tại giữa chúng ta từ giờ trở đi. Hai ta không thể phản bội lẫn nhau, nếu một trong hai bên có giáp tâm thì sẽ bị khế ước trừng phạt. Ngoài ra,
ngươi đã cùng chung thần hồn với ta rồi. Thần hồn của ta mạnh lắm đấy, ngươi có thể thử xem. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nhắm mắt lại, thần hồn của hắn nhanh chóng lan ra khắp chân trời như một tấm lưới, bao trùm lấy không gian mấy triệu dặm chỉ trong khoảnh khắc. Hắn ngây người, bởi vì lấy thần thức của hắn trước đây, thậm chí là nâng lên gấp 10 lần, cũng không thể nào làm được như vậy. Diệp Huyên nhìn sang A Mục, chỉ thấy nàng ta cười, lợi hại. Diệp Huyên hạ giọng, làm sao để được như vậy? A Mục nhún vai, chúng ta đã thành lập khế ước nên mới được thế đó. Vậy cô có thể cùng chung thứ gì với ta? A Mục nháy mắt, tạm thời không nói cho ngươi biết. Diệp Huyên, A Mục, thần hồn của ngươi bây giờ đã rất mạnh rồi, nếu muốn đột phá luân hồi cảnh thì có thể nói là làm ít công to. Diệp Huyên hạ giọng, cô có cách không? A Mục gật đầu, có, nhưng chúng ta phải trở lại phần mộ kia. Chỉ khi mượn nó, ngươi mới có thể nhanh chóng đạt đến luân hồi cảnh. Trở lại phần mộ ư? Diệp Huyên quay đầu, nhìn về nơi cách đó trăm triệu dặm. Hắn có thể nhìn thấy phần mộ, đồng thời cũng thấy một vài thiên long cực mạnh đang láo liên nhìn khắp trốn như truy tìm gì đó. Không cần phải hỏi cũng biết chúng đang tìm hắn. A Mục lại nói, chúng ta phải tìm cách trở lại phần mộ. Diệp Huyên, cách nào? A Mục ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ngươi nghĩ đi. Diệp Huyên, đúng lúc ấy, A Mục chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Diệp Huyên thấy thế thì cả kinh, bởi hắn cảm nhận được sự kiêng kỵ từ nàng ta. Nàng ta kiêng kỵ điều gì? A Mục bỗng nói, sau lưng ngươi. Đồng tử Diệp Huyên rụt lại. Những lời này khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Phía sau hắn có người ư? Diệp Huyên xoay lại, chỉ thấy cách đó vài trường là một ông lão với cặp sừng mọc ra trên đầu, hai tay chắp sau lưng, trước ngực là hình xăm bốn con rồng. Không những thế, sau lưng ông ta còn sáu người khác, ai nấy xăm ít nhất là hai con rồng trên ngực. A Mục đi đến bên người Diệp Huyên, khẽ huých hắn một cái rồi hất cằm về phía ông lão cầm đầu, ông ta là tứ bộ thiên long, thịt ngon hơn nhiều. Diệp Huyên nghe xong chỉ muốn đập đầu tại chỗ. Nàng ta điên rồi hay gì? Đây là thiên long đấy. Một người hắn còn chưa chắc thắng được, nói chi đến sáu. Vậy mà nàng ta chỉ nghĩ đến ăn. Đại tế ti ai cũng vô tư thế này à? Nhưng đối diện Diệp Huyên, trong mắt của ông lão dẫn đầu nhóm thiên long chỉ có sự kiêng kỵ khi nhìn A Mục. Ông ta biết sự tồn tại của đại tế ti ở vu tộc không khác gì thần linh, biết sự đáng sợ của họ. Chỉ một câu nói của họ có thể khiến vô số người vu tộc cam nguyện chịu chết. Có thể nói, địa vị của đại tế ti còn trên cả tộc trưởng. Bởi vì mỗi vị tộc trưởng đều phải do đại tế ti tự mình bổ nhiệm, mà chỉ có người được đại tế ti công nhận mới là tộc trưởng hợp pháp. Ông ta khẽ cất tiếng, chào đại tế ti. A Mục gật đầu, cũng chào ông. Sắc mặt thiên long bỗng trở nên dữ tợn, đại tế ti, thiên tộc ta tuy đối nghịch với vu tộc nhưng vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau. Hôm nay cô giết thiên long tộc ta, còn lột da, rút gân, trích máu, hầm thịt, có phải quá đáng rồi không? Tuy giọng ông ta vẫn bình thản nhưng Diệp Huyên có thể cảm nhận được lửa giận cháy hừng hực trong đó. A Mục tròn mắt nhìn, chỉ tay sang Diệp Huyên, do hắn làm đấy, ta chỉ ăn ké chút thịt mà thôi. Diệp Huyên suýt nữa tan vỡ. Chưa gì đã bị bán đứng rồi. Nghe vậy, ông lão thiên long quay sang nhìn Diệp Huyên chằm chằm mà không nói gì. Nhưng nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống. Diệp Huyên nói, ta là người của kiếm tông. Kiếm tông đấy, ông nghe qua chưa? Chưa từng. Diệp Huyên ngẩn tò te, khi quay sang A Mục thì cũng nghe nàng ta nói, ta cũng chưa nghe bao giờ. Nổi tiếng lắm à? Diệp Huyên. Ông lão thiên long gằn lên, nhân loại. Thiên long ta có thủ oán gì với các hạ mà lại ra tay như vậy? Diệp Huyên gật gù rồi nói, ông đã hỏi thì ta trả lời. Có trời chứng giám, là do con rồng kia của tộc các ông ra tay trước. Không tin ông hỏi đại tế ti xem. A Mục gật đầu lia lịa, đúng là rồng bên các người ra tay trước. Ông lão nhìn Diệp Huyên, thiên long tộc ra tay với ngươi chính là vinh hạnh của ngươi. Diệp Huyên trố mắt ra rồi cười, nếu ông nói vậy thì hắn bị chúng ta ăn thịt chính là vinh hạnh của thiên long tộc. A Mục lại gật đầu, ta cũng thấy vậy. Diệp Huyên. Ông lão thiên long cười gần với Diệp Huyên, miệng lưỡi lợi hại. Hy vọng thực lực của ngươi tương xứng với thói mồm mép này.
Thấy ông ta trực ra tay, A Mục bỗng hô lên, này. Bầy rồng nhìn sang, chỉ thấy A Mục nói, lão già, ông biết ta biết xem bói đúng không? Ông lão Thiên Long không nói gì. A Mục nghiêm giọng, ta hết sức nghiêm túc cho ông biết, nếu ông dám đụng đến hắn, ông và Thiên Long tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng ta chỉ vào Diệp Huyên, ông có biết hắn là ai không? Đối phương nói đầy dữ tợn, hắn có là tộc trưởng Vu tộc, Thiên Long tộc ta cũng sẽ liều chết đến cùng. A Mục vội nói, bình tĩnh lại đi. Cô còn gì muốn nói? Lão già, ông phải hiểu người ra tay trước là Thiên Long tộc, đây là cái nhân ác mà tộc các người gây ra. Ta cho ông biết, nếu ông còn muốn ra tay, nhân này sẽ liên lụy đến toàn bộ Thiên Long tộc, thậm chí là Thiên tộc. Nàng ta vội kéo Diệp Huyên đến bên người, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, ông cho rằng hắn ta là người bình thường sao? Diệp Huyên. Ông lão Thiên Long chăm chú nhìn Diệp Huyên nửa ngày mới nói, không thấy gì cả. Vừa dứt lời, một nắm đấm đã tung ra. Diệp Huyên biến sắc, vội vàng kéo A Mục ra sau lưng rồi sử dụng bất tử chi thân. Quỳnh. Cú đấm khiến cả hai người lui lại cả trăm trượng, cũng may Diệp Huyên còn gắng gượng chịu được. Sau khi dừng lại, A Mục chạm vào gáy Diệp Huyên, nhân danh Vu thần, ban cho ngươi thần tốc. Chạy. Diệp Huyên không chút do dự bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất. Sau lưng hắn, ông lão Thiên Long không khỏi ngây ra, bởi ông ta không ngờ Diệp Huyên có thể bình an sau khi ăn trọn một đấm ấy. Chẳng lẽ thân thể hắn còn mạnh hơn cả Thiên Long tộc? Nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra đây không phải do thân thể hắn, mà là do một loại bí pháp nào đó, bèn hạ giọng đuổi theo. Đến chân trời góc bể cũng phải đuổi. Vừa dứt lời, ông ta là người đầu tiên lao theo. Duỳnh, từng luồng long uy ầm ầm lao đến từ sau lưng Diệp Huyên. Bởi hắn tuyệt đối không đánh lại mấy con rồng kia, vì vậy chỉ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Cũng may có A Mục ở đây, luận về tốc độ, những người kia tạm thời không thể theo kịp hắn. Một hồi sau, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn thấy bầy rồng kia vẫn cắn giết không buông. Hắn không khỏi đanh mặt lại, A Mục cô nương có cách gì không? A Mục hít sâu một hơi, đoạn vỗ ngực, gọi cô gái váy trắng đi. Ta nói cho ngươi biết, nàng ấy lợi hại lắm đó, chỉ cần vung một kiếm là có thể lấy đầu mấy con rồng kia rồi. Diệp Huyên đen mặt, ta biết chứ, nhưng ta không liên lạc với nàng được. Hay là cô giúp ta xem? A Mục cuống quýt lắc đầu, không được đâu, nàng ấy không phải kiểu người biết nói phải trái. Ta mà dám cưỡng chế đến tìm thì sẽ bị giết mất. Diệp Huyên, có ta ở đây rồi, nàng không giết cô đâu. A Mục vẫn kiên quyết lắc đầu, thật sự không được mà. Ta chỉ có thể thông qua thiên cơ để tìm đến nàng, mà thiên cơ của người như nàng ấy không thể tùy tiện thăm dò, ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hơn nữa nàng ấy không thèm để sinh mạng vào mắt, ngươi có biết nếu lần trước không có ngươi, một kiếm của nàng có thể hủy diệt cả nơi này không? Đáng sợ muốn chết. Diệp Huyên do dự. Vậy nàng có mạng bằng Vu thần cô hay nói không? A Mục trầm lặng hồi lâu mới đáp, tạm thời không rõ. Diệp Huyên hỏi lại, tạm thời là sao? A Mục, ta không biết một kiếm đó của nàng là tùy tiện hay dùng toàn lực, nên ta cũng không biết sức mạnh chân chính của nàng. Nàng ta nói xong thì nhìn Diệp Huyên, nàng là gì của ngươi? Diệp Huyên suy nghĩ một phen, xem như là người thân vậy. A Mục bỗng cười, thế thì tốt. Diệp Huyên khó hiểu, tốt cái gì? A Mục, ngươi và ta có khế ước sinh tử, nàng là người thân của ngươi, vậy cũng là người thân của ta. Cảm giác này thật là tốt. Cảm thấy mình vừa bị lừa, Diệp Huyên không khỏi đen mặt. A Mục lại nói, chúng ta đến Di Chỉ Vu Quốc đi. Nàng vươn tay về bên phải, hướng này. Diệp Huyên gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn. Sau khi đến Hư Vô Duy Độ, hắn mới nhận ra nơi này rộng lớn vô cùng. Bầy Thiên Long vẫn đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng hỏi, A Mục cô nương, Vu thần có thật sự ở đó không? Nàng ta gật đầu, thật chứ? Vu thần còn rất mạnh nữa. Cô quen với Vu thần lắm sao? A Mục cười, cực kỳ quen, nhưng Vu thần chỉ tồn tại trong tín ngưỡng thôi. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì nàng ta đã chỉ về phía xa, đến rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa thành cổ xưa trước mắt, khoác lên mình vẻ vắng lặng điều hưu, không một bóng người. Diệp Huyên tăng tốc,
Mang A Mục vọt vào bên trong rồi đặt nàng ta xuống, nhiều nhất là 10 hơi thở nữa, đám rồng kia sẽ đuổi đến đây. A Mục cười, ta có trận pháp. Hai tay nàng vung lên, miệng lẩm nhẩm thần chú. Một chốc sau, cả tòa thành bỗng chấn động, bầy thiên long đã xuất hiện ở chân trời, nhưng khi chúng trực tiến vào, một màn sáng khổng lồ đã xuất hiện phía trên vu thành. Uinh uinh, bầy rồng bị màn sáng ngăn lại bên ngoài. Con rồng già dẫn đầu giống lên, cật lực va mình vào màn sáng. Ầm, màn sáng lẫn tòa thành run lên bần bật, nhưng vẫn không vỡ. Diệp Huyên thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp này có tác dụng rồi. A Mục lên tiếng, trận này sẽ không kéo dài được lâu, ta mang ngươi đến chỗ này. Nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn lên, thấy mấy con rồng còn đang tông mình vào màn sáng. Lão già Thiên Long như nhận ra ánh mắt của hắn mà nhìn xuống, hắn chỉ nhăn nhở cười, giơ ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, đến đây. Sắc mặt ông ta vặn đi đầy dữ tợn, lại tới tấp tấn công màn sáng khiến nó chấn động không thôi, tuy vẫn không vỡ nhưng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, vội vàng rời đi. Một chốc sau, hắn đã theo A Mục đi đến một tòa đại điện cổ kính, phía trên có bầy thủ cấp của một vài yêu thú không rõ tên. A Mục đưa hắn vào trong đại điện, nơi có vô số phù văn đỏ kỳ dị khắp nơi. Diệp Huyên hỏi, A Mục cô nương đưa ta đến đây làm gì? A Mục không nói gì mà chỉ đi đến trước một bức tường. Nàng ta thì thầm gì đó khiến nó mở ra về hai bên, đoạn nói với Diệp Huyên, theo ta. Diệp Huyên nối bước theo nàng ta, nhanh chóng đi đến một gian phòng bí mật. Bên trong là pho tượng của một cô gái, trước mặt bày một lư hương. Dưới lư hương lại là xương sọ của một số yêu thú bí ẩn. A Mục nhìn hắn, ta muốn thay đổi ngươi. Thay đổi? Diệp Huyên sửng sốt hỏi, cô nương có ý gì? A Mục, chúng ta không thể đến phần mộ, nhưng có thể dùng một cách khác để khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên hạ giọng, sẽ không có di chứng về sau chứ? Nàng ta lắc đầu, không. Rồi, cởi quần áo đi thôi, cởi sạch. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, A Mục cô nương. Đừng nói là cô muốn song tu cùng ta nhé. Ta thật sự không phải hạng người tùy tiện như vậy đâu. Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn đã bắt đầu cởi đồ. A Mục, ngươi nghĩ cái gì vậy? A Mục lườm Diệp Huyên một cái, ta đang muốn cải tạo thân thể của ngươi. Không phải song tu. Cái mặt dày của Diệp Huyên đỏ ửng, thì ra mình hiểu nhầm. A Mục lại nói, thân thể của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn nâng cấp cơ thể của ta à? A Mục gật đầu, đúng vậy. Nếu muốn nâng cao cảnh giới thì chỉ có đến phần mộ hoặc giếng luân hồi mới làm được, nhưng hai nơi này tạm thời không thể đến, vì thế ta chỉ có thể giúp ngươi nâng cấp cơ thể thôi. Diệp Huyên hỏi, làm sao? Cởi quần áo, cởi sạch, chấm chấm chấm. A Mục trừng mắt, ngươi đang ngại à? Ngại. Nghe A Mục nói thế, Diệp Huyên lập tức cởi quần áo, chẳng mấy chốc cơ thể hắn đã không còn một mảnh vải. A Mục quan sát thân thể Diệp Huyên một lúc rồi bảo, nằm xuống. Diệp Huyên do dự một lát rồi nằm xuống đất. A Mục xòe tay ra, một cây bút lông đen xuất hiện trong tay nàng ta, ngay sau đó, nàng ta bắt đầu vẽ lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục cô nương. Cô vẽ gì vậy? A Mục đáp, vẽ bùa. Diệp Huyên hỏi, bùa gì thế? Ta cũng tinh thông phù văn lắm đấy. A Mục liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bùa vu thần. Diệp Huyên lại hỏi, vu thần còn sống không? A Mục gật đầu, còn sống. Diệp Huyên hỏi tiếp, phía bên thiên tộc chắc cũng có thần nhỉ? Có một, cũng rất mạnh. Nói xong, nàng ta khựng lại một chút rồi tiếp lời, nhưng không mạnh bằng vu thần. Diệp Huyên. A Mục đột nhiên nói, ngươi biết thiên đạo không? Diệp Huyên nói, thiên đạo tối cao à? A Mục gật đầu. Diệp Huyên đáp, có biết sơ sơ, sao thế? A Mục nhẹ giọng nói, nếu sau này ngươi gặp người đó thì phải cẩn thận hết sức đấy, người phụ nữ đó mưu ma quỷ trước lắm. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các cô bị nàng ấy tính kế rồi à? A Mục gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, các cô có trả thù không? Tay A Mục hơi dừng lại, sau đó nói, không dám trả thù. Thiên đạo mạnh lắm à? A Mục gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục cô nương,
Bạn đầu vì tránh ngũ duy kiếp nên các cô mới tự mình ngủ đông đúng không? Đúng. Diệp Huyên nói, ta nghe người ta kể thời đại của các cô linh khí cực kỳ dồi dào, cường giả vô cùng nhiều, vậy mà các cô cũng không thể chống lại ngũ duy kiếp à? A Mục nhẹ giọng nói, không chống được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? A Mục thấp giọng thở dài, ngũ duy kiếp đó thật sự không hề đơn giản. Diệp Huyên còn định hỏi nữa thì A Mục đột nhiên sờ phải nơi nào đó, Diệp Huyên giật nảy mình, A Mục cô nương, chỗ này mà cũng cần phải vẽ à? A Mục liếc mắt nhìn Diệp Huyên, tất nhiên rồi. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, cô không thấy ngại à? A Mục bĩu môi, chẳng phải chỉ là mấy lạng thịt thôi à? Ngại cái gì? Nói xong, nàng ta lại tiếp tục vẽ. A Mục không ngại nên tất nhiên Diệp Huyên cũng không nói gì nữa, dù sao cũng không lỗ gì. Đúng lúc này A Mục lại bỗng nói, đừng có cứng. Diệp Huyên! A Mục cau mày, đừng cứng nữa được không? Mềm lại đi. Diệp Huyên đen mặt, người phụ nữ này. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, mềm lại được không? Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục cô nương, đây không phải thứ ta có thể khống chế được. A Mục khẽ nhíu mày, nàng ta nhìn thứ đó, chốc lát sau nàng ta lại gật gật đầu, hiểu rồi. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể, cứng thì cứ cứng đi. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục vẽ. Diệp Huyên. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên phát hiện toàn thân mình đã trải đầy những phù văn màu đỏ quỷ dị, thoạt nhìn quả thật chẳng giống người ngợm gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục cô nương, giờ sao ta ra ngoài được nữa? A Mục nói, yên tâm, lát nữa nó sẽ biến mất. Nói xong, nàng ta lại tiếp tục đi bút. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, lúc này đây hắn vẫn nghe được âm thanh thiên long va đập vào đại trận ở ngoài kia. Thiên long tộc này thật sự không định buông tha cho hắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đặt bút xuống, sau đó nói, nào, đi theo ta. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Huyên đang định mặc quần áo vào thì A Mục đột nhiên nói, đừng mặc. Diệp Huyên. Cứ thế, A Mục dẫn Diệp Huyên đi ra ngoài, phía trên đỉnh đầu, nhóm cường giả của thiên long tộc vẫn đang điên cuồng công kích đại trận, vết rạn nứt trên đấy càng lúc càng nhiều. A Mục liếc nhìn đại trận, sau đó dẫn Diệp Huyên đi đến trước một cái giếng. Diệp Huyên nhìn xuống dưới, trong giếng toàn là máu tươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, nhảy vào đi. Diệp Huyên trừng mắt, cứ nhảy xuống à. A Mục gật đầu, giếng này đại bổ, trong vu tộc của ta, chỉ có người lập được đại công mới có thể dùng, ngươi vào đó hấp thụ đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhảy thẳng xuống. Sau khi nhảy xuống giếng, đống máu tươi ở quanh thân hắn lập tức sôi sục lên, lúc này, A Mục ở phía trên đột nhiên đọc thầm thần chú, dần dần, từng luồng sức mạnh thần bí xuất hiện ở trong giếng. Diệp Huyên trong giếng khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang chui vào trong thân thể của mình. A Mục nói, đừng phản kháng, đây là vu thần chi lực, ta dùng vu thần chi lực cưỡng chế luyện hóa thân thể của ngươi, lát nữa sẽ hơi đau đấy. Nàng ta vừa dứt lời, Diệp Huyên đã cảm thấy toàn thân mình quặn thắt lại, nhưng cũng may, chút đau đớn này với hắn mà nói thì cũng không là gì cả. Chừng nửa canh giờ sau, thân thể A Mục đột nhiên chậm rãi bay lên giữa không trung, nàng ta nhắm hai mắt lại, hai tay khẽ giương lên, vu thần. Hắn yếu quá, ngươi cho cơ thể hắn mạnh lên hơn chút đi. Xin ngươi đó. Nói xong, nàng ta cầm pháp trượng điểm nhẹ xuống giếng máu. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn vào trong giếng, khoảnh khắc đó, toàn bộ máu trong giếng đột nhiên sục sôi lên mãnh liệt, toàn thân Diệp Huyên ở phía dưới phồng lên, từng luồng sức mạnh to lớn điên cuồng tràn vào cơ thể của hắn. Diệp Huyên có chút hoảng sợ, tiền bối, đây là sức mạnh gì vậy? Tầng 9 đáp, vu thần chi lực đấy. Diệp Huyên hỏi, người biết vu thần à? Tầng 9 nói, không biết, nhưng xem ra vu thần này không đơn giản đâu. Đại tế ti này cũng không phải dạng vừa. Diệp Huyên gật đầu, thật ra đến bây giờ hắn vẫn không xác định được A Mục có phải thật sự không biết đánh nhau hay không. Đúng lúc này, A Mục ở phía trên đột nhiên nói, lên. Vừa dứt lời, Diệp Huyên trong giếng lập tức nhẹ nhàng nhảy ra, Diệp Huyên nhìn thân thể của mình, những phù văn đỏ như máu trên người đang dần dần biến mất. A Mục bay tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta quan sát cơ thể hắn một lúc rồi hỏi, bây giờ thấy thế nào?
Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh cường đại đang lưu động, một lát sau, hắn đột nhiên nắm chặt hai tay lại. Ầm. Chân trời xung quanh rung lên, không gian trong vòng mấy ngàn trượng lập tức nứt ra. Diệp Huyên nhìn cơ thể mình, có chút hưng phấn mà nói, bây giờ ta đã là bất diệt kim thân rồi à? A Mục lắc đầu, vẫn chưa, chỉ có thể tính là một nửa bất diệt kim thân. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một nửa. A Mục gật đầu, nếu muốn đạt đến bất diệt kim thân chân chính thì ngươi còn cần thân thể Niết Bàn nữa. Diệp Huyên liền vội vàng hỏi, làm sao Niết Bàn được? A Mục trầm giọng nói, theo ta được biết thì có hai cách, thứ nhất là tự thân tu luyện thành, thứ hai là dùng ngoại vật. Diệp Huyên hỏi, ngoại vật gì? Máu chân phượng, có thể giúp người ta Niết Bàn bất diệt. Diệp Huyên tiếp tục hỏi, chân phượng ở đâu? A Mục liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hiện tại trong thiên địa này chỉ có một con chân phượng thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao lại ít thế? A Mục lắc đầu, năm đó khi lão đại của tộc chân phượng trùng sinh Niết Bàn đã gây ra động tĩnh quá lớn, hỏa diễm của nàng phủ mấy trăm ngàn dặm, giết chết vô số sinh linh, chuyện này thì cũng thôi đi. Nhưng nàng ta không biết thu liếm, càng khuếch tán lửa của mình ra rộng hơn, cuối cùng ngọn lửa này đã lan đến núi thiên đạo của tinh vực thiên đạo. Thiên đạo ra tay. A Mục lắc đầu, cũng không. Nhưng lúc ấy thiên đạo đã giáng xuống một thần lôi, lúc thần lôi xuất hiện cũng có nghĩa là thiên đạo đang cảnh cáo nàng ta. Đáng tiếc khi đó nàng ta vừa trùng sinh Niết Bàn, thực lực chưa từng mạnh mẽ đến vậy, vô cùng kiêu ngạo, nàng ta đã chỉ lên trời xanh, nói gì mà trời không thuận ta, ta nghịch lại trời. Thốt ra lời này có nghĩa là đã tuyên chiến với thiên đạo. Thế là một đạo thần lôi lập tức đánh vào tộc chân phượng. Chân phượng vừa Niết Bàn thành công kia lập tức bị đánh nát thân thể. Không chỉ thế, tộc nhân chân phượng còn lại cũng không thoát được, toàn tộc đã bị mai táng chỉ sau một đạo thần lôi. Diệp Huyên nghe rồi cũng không nói gì. Kiêu ngạo quá cũng dễ gặp xui rủi lắm. Lúc này A Mục lại nói, thật ra chân phượng trùng sinh Niết Bàn kia chưa chết hoàn toàn, linh hồn của nàng ta vẫn còn sống, chẳng qua là bị Xích Thiên Đạo giam cầm lại rồi. Diệp Huyên nói, nàng ta không trốn thoát được à? A Mục lắc đầu, trốn không thoát, cũng không có ai dám đi cứu nàng ta, bởi vì đó là do thiên đạo ra tay, còn muốn giam cầm nàng ta đời đời kiếp kiếp, nghĩ lại cũng thấy đáng thương. Nhưng ai bảo nàng ta đang yên đang lành lại hô hào đòi nghịch thiên cơ chứ? Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, ở thời đại các cô, cái gọi là nghịch thiên kia sẽ nhận phải hậu quả nghiêm trọng lắm à? A Mục nhìn Diệp Huyên. Không phải rất nghiêm trọng, mà là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyên gật đầu, xem ra sau này không có chuyện gì thì không thể hô bậy bạ nghịch thiên được nữa rồi. Bốc đồng nói một lần thì sướng mồm thật, những lỡ như đắc tội phải vị thiên đạo kia, cái được không đủ bù đắp cái mất đó. A Mục đột nhiên nói, người muốn đạt đến bất diệt kim thân, trừ khi chậm rãi tu luyện mà thành, thì cũng chỉ có thể tìm đến thiên phượng đang bị giam cầm kia thôi. Diệp Huyên hỏi, thiên phượng kia ở đâu? A Mục đáp, trên phượng sơn, nơi đó giờ là một vùng núi lửa, nàng ta bị giam ở một nơi rất sâu trong đấy. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đừng nói ngươi thật sự muốn đi tìm nàng ta đấy nhé. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ nữa, cứu nàng ta thì đồng nghĩa với việc dây vào nhân quả với thiên đạo, hơn nữa có thể sẽ là nhân ác đấy, một khi ngươi đắc tội thiên đạo, nàng ta sẽ tính kế chết ngươi. Diệp Huyên do dự một lúc, đang định nói chuyện thì phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang mạnh mẽ. Diệp Huyên và A Mục đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, đại trận của thiên tế đã bị phá vụn. Phía chân trời, ông lão Thiên Long đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, gằn giọng nói, nhân loại run rế, người muốn chết như thế nào? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục, bây giờ ta đánh thắng được lão không? A Mục do dự một lúc rồi nói, có lẽ. Là được. Diệp Huyên. Đánh thắng được không? Diệp Huyên cũng không biết. Tuy thực lực của hắn được nâng lên rất nhiều, nhưng ông lão Thiên Long này lại là Thiên Long bốn vân. Lúc trước một con Thiên Long hai vân thôi đã phải khiến hắn phải thôi thúc huyết mạch chi lực, có thể tưởng tượng được Thiên Long bốn vân này khủng bố đến mức nào. Tất nhiên bây giờ vấn đề là có đánh không lại cũng phải đánh. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão Thiên Long, đấu đơn. Ông lão Thiên Long cả giận nói, đấu đơn, ngươi có phải cả nghĩ quá rồi không? Nói xong,
lão cùng mấy con thiên long đằng sau cùng lao xuống phía Diệp Huyên. Đánh hội đồng. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hoàn toàn biến sắc, tên kia vậy mà lại không chọn đấu đơn. Diệp Huyên không chút do dự cõng lấy A Mục xoay người bỏ chạy. Đánh một con thiên long hắn còn chưa dám chắc, huống chi là đánh với nhiều con thiên long như vậy. Sau khi thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít, nhưng vẫn phải dựa vào A Mục giúp đỡ ra tốc mới được. Nhìn thấy Diệp Huyên chạy, ông lão thiên long ngây cả người, sau đó cả giận hét lên, đuổi theo. Nói xong, lão cùng với mấy con thiên long phía sau lập tức biến mất ở cuối chân trời. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, A Mục tiền bối, có nơi nào tương đối an toàn không? A Mục suy nghĩ một chút rồi đáp, không có. Chấm chấm chấm. Ngươi không đánh lại bọn chúng à? Diệp Huyên đen mặt, ta có đánh thắng được hay không chẳng phải cô nên tự hiểu trong lòng à? A Mục cười, ta lại nghĩ là đánh thắng được đấy. Diệp Huyên không nói gì, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, vụ thị của đại tế ti các cô có phải đều mạnh mẽ lắm đúng không? A Mục gật đầu, người hầu của các đời đại tế ti cơ bản đều được xem như là cường giả số một của vu tộc ta đấy. Diệp Huyên hỏi, trước đây cô có người hầu không? A Mục lắc đầu, không có. Tại sao? Không tìm được người phù hợp. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, A Mục cô nương, có phải trong các đời vu thị, ta là người yếu nhất đúng không? Đúng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy sao cô lại chọn ta? Nhìn ngươi vừa mắt. Diệp Huyên. Lúc này, tốc độ của những thiên long kia bỗng nhiên tăng nhanh. Nhận thấy tình cảnh này, Diệp Huyên biến sắc, hắn vội tăng nhanh tốc độ, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, hắn biết là không thể chờ ở đây tiếp nữa rồi. Phải rời đi. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến được lối ra của hư duy vô độ, lúc này hắn nhìn thấy ông lão trông mộ kia, ông lão trông mộ liếc mắt nhìn A Mục, không nói gì. Diệp Huyên nhìn lão tiền bối, cứu mạng với. Ông lão trông mộ do dự một lát rồi nói, chúng ta cũng không quen thân nhau lắm. Chấm chấm chấm. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một luồng uy thế kinh khủng. Đến rồi. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, hắn nhìn về phía ông lão trông mộ, lão chỉ về phía lối ra, chạy mau. Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên, không do dự nữa mà lao thẳng ra ngoài. Lúc này đám cường giả thiên long dừng lại trước mặt ông lão trông mộ. Ông lão thiên long nhìn về phía ông lão trông mộ, cả giận nói, vì sao thả hắn đi? Ông lão trông mộ khẽ nhíu mày, lão phất tay áo lên. Ông lão thiên long bị hất bay ra ngoài hơn ngàn trượng, sau khi lão dừng lại, trên mặt lão đã có thêm một dấu tay đỏ. Nhìn thấy cảnh này, mấy thiên long khác có mặt đều biến sắc. Ông lão thiên long dẫn đầu cũng có chút mơ hồ. Ông lão thiên long nhìn về phía ông lão trông mộ, ngươi là ai? Ông lão trông mộ không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Ông lão thiên long trầm mặc một lát, sau đó nói, đuổi theo thiếu niên nhân loại kia. Nói xong, lão và mấy thiên long bên cạnh lại tiếp tục đuổi theo. Chấm chấm chấm. Sau khi ra khỏi hư vô duy độ, Diệp Huyên cõng A Mục lao nhanh một đường, lúc cảm nhận được những thiên long kia vẫn đang đuổi theo, sắc mặt hắn lập tức sạm đi, những kẻ này quả thật quyết tâm phải giết hắn cho bằng được. Diệp Huyên tăng nhanh tốc độ. Lúc này... A Mục đột nhiên nói, người muốn đi đâu? Diệp Huyên nói, cầu cứu. A Mục trừng mắt nhìn, cầu ai? Một người rất lợi hại. Nói xong, hắn lại lần nữa tăng tốc, chẳng mấy chốc hắn đã đến ngục tối vô biên, mà mấy con thiên long kia cũng lao vào theo hắn. Bên bờ sông xa xôi, cô gái một chân đang giật quần áo bỗng ngẩng đầu lên, chẳng mấy chốc nàng ta đã cau mày lại, quỷ rắc rối lại tới nữa rồi. Nói xong. Nàng ta lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Huyên cõng A Mục đến hiệu cầm đồ, nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, cô đâu rồi? Không ai trả lời. Diệp Huyên sầm mặt lại, cái cô này lại chạy đi đâu mất rồi. Đúng lúc này, mấy luồng uy thế cường đại bỗng nhiên bao trùm lấy hiệu cầm đồ thiên đạo. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, giờ có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. A Mục bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chỗ này an toàn không? Diệp Huyên do dự một lát rồi đáp, chắc thế. Tiểu đạo không có ở đây, hắn thấy có chút thấp thỏm.
Người ở ngục tối vô biên không dám ra tay ở đây, nhưng mấy con thiên long kia lại không phải người nơi này, đối phương đến từ hư vô duy độ, có lẽ còn không biết sự tồn tại kinh khủng của tiểu đạo nữa là. Đúng lúc này, mấy con thiên long đã xuất hiện ở ngoài cửa hiệu cầm đồ, ông lão thiên long vừa định đi vào thì lão bỗng ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu trước cửa. Hiệu cầm đồ thiên đạo. Ông lão thiên long sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Huyên bên trong tiệm đột nhiên cười gần, ông có biết đây là đâu không? Đây là hiệu cầm đồ thiên đạo. Thiên đạo đó, ông biết không? Thiên đạo. Ông lão thiên long nhìn về phía Diệp Huyên, thiên đạo không thể ở nơi này. Nói xong, lão lập tức đấm ra một quyền. Diệp Huyên biến sắc, hắn lập tức kéo A Mục ra phía sau, sau đó cũng đồng thời đấm ra một cú. Tích tắc ấy, Diệp Huyên bị đẩy lùi thẳng ra sau, nện ầm ầm vào quầy hàng, mà ông lão thiên long cũng lùi lại mấy trượng. Nhưng hai người lại phát hiện, hiệu cầm đồ vẫn y nguyên, không hư hại chút nào. Thấy cảnh này, trong mắt A Mục lóe ra một tia kinh ngạc. Ngoài cửa, ông lão thiên long đột nhiên nghiêm mặt lại, lão biết rất rõ sức mạnh của bản thân, sức mạnh của cú đấm vừa rồi đủ để hiệu cầm đồ này hóa thành tro, nhưng lão lại không ngờ rằng nó không hề bị hư hại chút nào. Không đơn giản. Trong lòng ông lão thiên long lại nâng cao đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyên bên trong hiệu cầm đồ đột nhiên nói, ông lão, đấu đơn không? Chúng ta đấu với nhau. Ông lão thiên long nhìn Diệp Huyên, vì sao ta phải đấu với ngươi? Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng gọi người đến đi. Nghe thế, khóe miệng Diệp Huyên hơi giật lên, cái tên này. Đúng lúc này, ông lão thiên long đột nhiên vọt vào bên trong hiệu cầm đồ, mà theo sau lão còn có mấy con thiên long khác. Diệp Huyên hơi híp mắt lại, đang định ra tay thì bỗng có một cô gái xuất hiện ở trước mặt hắn. Không ai khác, chính là cô gái một chân. Cô gái một chân nhìn đám thiên long đang xông tới một cái, rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Đám ông lão thiên long chưa kịp phản ứng lại đã bị hất bay hết ra ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên có chút khiếp sợ, cô gái này mạnh đến thế à? Bên ngoài hiệu cầm đồ, đám thiên long dừng lại, ông lão kia nhìn cô gái một chân, trong mắt ngập tràn vẻ nghiêm túc, các hạ là người phương nào? Cô gái một chân không để ý tới ông lão thiên long, mà quay sang nhìn Diệp Huyên, rời khỏi đây. Diệp Huyên do dự một lát rồi đáp, ta không. A Mục. Cô gái một chân khẽ nhíu mày, nàng ta chậm rãi siết tay phải lại, Diệp Huyên vội vàng nói, ta tìm tiểu đạo cô nương. Cô gái một chân lạnh nhạt nói, nàng không muốn gặp ngươi. Diệp Huyên cau mày, tại sao? Cô gái một chân mặt không cảm xúc, nàng bảo ngươi đến hư vô duy độ nhất định sẽ gây ra đại họa, nàng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện vô bổ này nên chạy trước rồi. Nghe thế, mí mắt Diệp Huyên giật giật lên, hắn lắc đầu thở dài, hầy, không ngờ trong lòng tiểu đạo cô nương ta lại là người như thế. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, lẽ nào ngươi không phải thế? Ngươi làm cái gì cũng không xong, được cái gây rắc rối là giỏi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, ông lão thiên long cách đó không xa bỗng lên tiếng, các hạ, đây là việc của ta và hắn, kính xin các hạ đừng nhúng tay vào. Cô gái một chân xoay người nhìn về phía ông lão thiên long, ngươi là cái thá gì? Diệp Huyên kinh ngạc, tính tình của cô gái này không phải nóng nảy dạng vừa thôi đâu. Phía xa xa, ông lão thiên long sầm mặt đi, lão phu là long tướng của thiên long tộc, các hạ, thiên long tộc ta chỉ muốn bắt Diệp Huyên và cô gái kia không liên quan gì đến các hạ cả, kinh xin các hạ đừng chuốc họa cho bản thân. Cô gái một chân nhìn ông lão thiên long, đây là địa bàn của ta. Ông lão thiên long híp hai mắt lại, các hạ thật sự muốn nhúng tay vào. Cô gái một chân lạnh lùng nói, nếu không mau cút đi, có tin ta luộc các ngươi lên không? Luộc. Ông lão thiên long lập tức giận tím mặt, lão đột nhiên thả người, sau đó tung quyền nện về phía cô gái một chân. Cô gái một chân vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng lạnh, đột nhiên nàng ta tung ra một quyền, trong nháy mắt đó, không gian trước mặt nàng ta biến thành một vòng xoáy vô cùng quỷ dị. Ầm ầm. Ông lão thiên long lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, mà lão vừa dừng lại thì tay phải đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, đám thiên long còn lại lập tức biến sắc. Diệp Huyên cũng thấy có hơi khiếp sợ, thực lực của cô gái này kinh khủng đến thế ư. Phía xa xa, ông lão thiên long nhìn tay phải của mình, thấy hơi khó tin,
cơ thể lão như nào lão biết rất rõ, mà lão không ngờ rằng mình lại bị một cô gái nhân loại trước mặt đánh nát cơ thể. Phải mạnh đến bao nhiêu mới làm như thế được? Lúc này đây, trong lòng ông lão Thiên Long lại thêm mấy phần kiêng kỵ. Cô gái một chân liếc mắt nhìn đám Thiên Long, ai ai cũng biến sắc, nhưng nàng ta không ra tay nữa mà quay sang nhìn Diệp Huyên, rời khỏi đây. Diệp Huyên trừng mắt lên, sau đó nói, không. Cô gái một chân cả giận, rời khỏi đây. Diệp Huyên kéo A Mục lui về sau một bước, rồi mới nói, không là không. Cô gái một chân đột nhiên nắm chặt tay phải lại, Diệp Huyên lập tức nằm lăn ra đất, ta không đi đâu, cô cứ đánh ta đi. Trừ khi cô đánh chết ta, không thì ta không đi đâu. Cô gái một chân nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, đây là địa bàn của ta. Diệp Huyên mắt nhắm lại, không đi là không đi, cô đánh ta đi. Cô gái một chân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, làm người có thể đừng mặt dày như vậy được không? Chấm chấm chấm. Mặt. Thứ này với Diệp Huyên hắn chỉ là một miếng da mà thôi, chẳng có tác dụng gì hết. Bây giờ mà rời khỏi ngục tối vô biên thì sẽ bị đám Thiên Long kia đánh hội đồng, hắn đâu có ngu. Không đi. Không là không. Thấy Diệp Huyên ăn vạ, cô gái một chân đen xì mặt lại, nàng ta rất muốn đánh chết Diệp Huyên. Nhưng nàng ta cũng biết, người này không thể chết ở đây được, nếu không thì chuyện càng nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu tên này không đi, ngục tối vô biên sẽ chẳng có ngày nào được yên. Cô gái một chân cứ nhìn Diệp Huyên như thế, Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, ta ở đây một năm thôi, một năm sau ta sẽ đi, được không? Cô gái một chân giơ một ngón tay lên, một ngày. Diệp Huyên vội vàng nói, nửa năm. Một ngày. Diệp Huyên còn định nói gì đó thì cô gái một chân đã chậm rãi siết nắm đấm lại. Thấy tình hình không ổn, Diệp Huyên vội vàng nói, ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ rời đi. Nếu cô còn không chịu thì giờ cô đánh ta chết quách đi cho rồi. Cô gái một chân lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên biết, cô gái này chắc chắn là muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, cô gái một chân đột nhiên nói, ba ngày sau ngươi phải đi. Nói xong, nàng ta xoay người đi ra ngoài. Như nghĩ đến điều gì đó, nàng ta nhìn về phía ông lão Thiên Long, cút ra ngoài. Ông lão Thiên Long nhìn cô gái một chân, nếu có bản lĩnh, các hạ cứ đánh chết ta đi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, cô gái một chân đột nhiên biến mất tại chỗ, ông lão Thiên Long lập tức biến sắc, lão đột nhiên đấm ra một quyền, cú đấm này đã dốc hết toàn lực của lão, nháy mắt nắm đấm tung ra. Một luồng sức mạnh cường đại bao phủ lấy cô gái một chân, dưới sức mạnh ấy, không gian quanh cô gái một chân lập tức bị tiêu hủy. Mà lúc này, cô gái một chân cũng tung ra một quyền. Cứng đối cứng. Cú đấm của nàng ta vừa lao ra, quyền ấn của ông lão Thiên Long lập tức vỡ nát, ngay sau đó, quả đấm của nàng ta lại tiếp tục lao thẳng đến trước ngực ông lão Thiên Long. Phụt. Ông lão Thiên Long phun ra một ngụm máu, sau đó cả người bị dội ngược ra ngoài. Mà lúc này, cô gái một chân đột nhiên nghiêng người xông lên, ông lão Thiên Long còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nàng ta nện một đấm vào mặt. Ông lão Thiên Long lại lần nữa hộc ra một ngụm máu, cả khuôn mặt đã bị biến dạng. Mà lúc này, mấy con Thiên Long còn lại cũng đột nhiên xông đến. Thấy đám Thiên Long này ra tay, ánh mắt của cô gái một chân trở nên lạnh lẽo, nàng ta đột nhiên vung tay phải ra, một luồng sức mạnh cực lớn tụ lại trên lòng bàn tay nàng. Chớp mắt sau, nàng ta đột nhiên vỗ mạnh về trước một cái, một luồng hắc quang bỗng bộc phát như núi lửa trào dâng. Ầm ầm. Mấy con Thiên Long vừa tới gần nàng ta còn chưa kịp trở tay thì đã bị luồng sức mạnh cực lớn kia đánh bay ra ngoài. Trên không, máu tươi văng tung tóe. Bởi vì thân thể của mấy con Thiên Long đã bị nứt ra hết. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Diệp Huyên giật nảy lên, cô gái này không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Năng lực phòng ngự của mấy con Thiên Long này hắn hiểu rất rõ, mà cô gái này lại có thể dễ dàng phá nát cơ thể của bọn họ như thế, vậy điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của người phụ nữ này vượt xa đám rồng kia. Mà lúc này, cô gái một chân đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão Thiên Long, lão còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nàng ta tát một cái lên đầu. Bốp! Ông lão Thiên Long lại bay ra ngoài lần nữa. Mà lão còn chưa kịp rơi xuống đất thì cô gái một chân đã xuất hiện lần nữa, chẳng mấy chốc, từng tiếng bạt tai vang lên không ngừng. Đánh tơi bời.
Dưới ánh mắt của mọi người, ông lão Thiên Long kia bị cô gái một chân điên cuồng đánh tơi bời, ngay cả sức chống cự cũng không có. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên hơi sượng lại, bởi vì vừa nãy hắn đã nói cô gái một chân đánh chết hắn đi. Người phụ nữ này bạo lực quá. Phía xa xa, cô gái một chân còn đang đánh liên tục, nàng ta căn bản không hề có ý định dừng lại, mà ông lão Thiên Long kia đã khôi phục lại bản thể, nhưng sau khi về lại bản thể cũng vẫn bị đánh tơi bời. Cô gái một chân nhìn nhu nhược là thế, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn đến kinh người. Cứ thế, đánh đến nửa canh giờ sau, ông lão Thiên Long đột nhiên nói, chúng ta rời đi, chúng ta rời đi. Mà cô gái một chân vẫn không dừng lại, vẫn điên cuồng xuống tay. Thấy cảnh này, ông lão Thiên Long rốt cuộc cũng thấy hơi sợ. Bởi vì nếu lão để nàng ta đánh tiếp như thế, thì thật sự sẽ bị đánh chết tươi. Ông lão Thiên Long đột nhiên bị cô gái một chân hất bay, sau khi lão dừng lại, thấy cô gái một chân lại muốn đánh tiếp, lão mới tức giận chỉ về phía Diệp Huyên, tại sao hắn bảo cô đánh chết hắn thì cô lại không dám ra tay. Diệp Huyên, cô gái một chân nhìn ông lão Thiên Long, người so được với hắn à? Người có biết cái gì gọi là chỗ dựa vững chắc không? Nói xong, nàng ta lại biến mất. Ông lão Thiên Long lập tức biến sắc. Lúc này đây lão không còn lo được gì mà sự kiêu ngạo của Long tộc, chỉ biết đường xoay người bỏ chạy. Đám Thiên Long còn lại thấy thế cũng lập tức co chân chạy. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ, căn bản là đánh không lại, bây giờ mà không chạy thì thật sự sẽ bị đánh chết tươi đấy. Chẳng mấy chốc, đám Thiên Long kia đã chạy khỏi ngục tối vô biên, mà cô gái một chân cũng không đuổi theo nữa. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái nọ, không nói gì. Hắn biết. Người phụ nữ này thật ra không muốn dính phải nhân quả, bởi vì rõ ràng nàng ta có thể giết chết mấy con Thiên Long này, nhưng lại không hề làm thế. Lúc này, cô gái một chân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mí mắt Diệp Huyên giật lên, 3 ngày sau ta sẽ đi. Cô gái một chân xoay người bay đi. Bên trong hiệu cầm đồ, A Mục đột nhiên nói, nàng ta giỏi đánh nhau thật đấy. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, cô có biết thực lực của nàng ta mạnh đến đâu không? A Mục gật đầu, mạnh hơn ngươi. Diệp Huyên đen mặt lại, có thể đừng so sánh với người khác được không? A Mục cười nói, dù sao cũng rất mạnh, ngươi phải cố gắng nhiều đấy. Diệp Huyên gật đầu, hắn quả thật cần phải cố gắng hơn. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn ra phía ngoài, sau đó nói, Thiên Long tộc sẽ giảng hòa chứ. A Mục lắc đầu, bọn họ sẽ không từ bỏ. Diệp Huyên trầm mặc. A Mục lại nói, ta lo nhất là Thiên Long bọn họ sẽ ngày càng nhiều tên tỉnh lại, khi ấy tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghe thế, khóe miệng Diệp Huyên giật giật lên, hắn nhớ A Mục từng nói Thiên Long tộc này có tới mấy trăm con. Mấy trăm con đấy. Vậy có nghĩa là gì biết không? Nghĩ thôi cũng khiến người ta tê hết cả da đầu. Đúng lúc này A Mục đột nhiên cười nói, người đừng lo, Thiên Long không phải là tộc mạnh nhất trong thiên tộc. Trong thiên tộc vẫn còn bộ tộc khác mạnh mẽ hơn. Khóe miệng Diệp Huyên giật lên, bọn họ và Thiên Long là một phe đúng không? Đúng. Nói cách khác, bọn họ có thể sẽ liên thủ với Thiên Long tộc đánh ta, đúng không? A Mục tròn xoe mắt, không phải là có thể, mà là chắc chắn. Diệp Huyên. Lúc này, A Mục lại nói, thân thể ngươi vừa được ta cải tạo, cần phải qua một kỳ thích ứng nữa, bây giờ ngươi mau ngồi xuống đi. Ta dạy cho ngươi bí pháp phù tộc, để ngươi thích ứng với cơ thể của mình. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, chẳng mấy chốc từng đợt thông tin truyền vào trong đầu hắn. Bí pháp phù tộc, chấm chấm chấm. Bên ngoài ngục tối vô biên, sau khi đám Thiên Long rời đi, thấy phía chân trời không có cô gái một chân đuổi theo thì bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn thấy hơi sợ cô gái một chân kia. Ông lão Thiên Long chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không ngờ ở đây lại có người mạnh mẽ đến thế, xem ra chúng ta không thể khinh thường người của thời đại này được rồi. Nói xong, lão xoay người nhìn về phía lối vào của ngục tối vô biên, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn, 3 ngày. Chúng ta ở đây chờ hắn 3 ngày, 3 ngày sau, lão phu muốn ăn thịt, uống máu, gặm xương hắn. Chấm chấm chấm. Ngục tối vô biên. Một nơi nào đó bên bờ sông, cô gái một chân ngồi trên thềm đá. Yên lặng không nói gì. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái một chân, nàng ta nhìn xuống dưới lòng sông, cười hỏi, giận à?
Người nói chuyện chính là Tiểu Đạo. Cô gái một chân không nói gì. Tiểu Đạo cười nói, thật ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đâu. Cô gái một chân quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo, vậy tại sao cô lại không gặp hắn? Tiểu Đạo lắc đầu, người này quá mức thích gây sự. Hắn dám nấu rồng của Thiên Long tộc, nếu chỉ giết thôi thì chuyện đã không nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng hắn lại hầm người ta lên cho bằng được. Ta dám đảm bảo, Thiên Long tộc chưa bao giờ chịu phải nỗi nhục này, Thiên Long tộc chắc chắn sẽ không đội trời chung với hắn. Cô gái một chân lạnh lùng nói, đám rồng kia thích ăn đòn. Tiểu Đạo cười nói, cô biết người phụ nữ bên cạnh hắn không? Cô gái một chân đáp, không hề đơn giản. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, đâu chỉ không đơn giản, đó là đại tế ti của Vu tộc đấy. Ở thời đại ấy, người này có thân phận vô cùng đáng kính, giống với đế hoàng của nhân gian đó. Cô gái một chân nói, vì sao nàng ta lại theo hắn? Tiểu Đạo trầm mặc. Cô gái một chân lắc đầu, tên này được nhiều người nhung nhớ thế nhỉ? Tiểu Đạo cười khẽ rồi nói, người phụ nữ kia rất thông minh, nhưng cũng đúng thôi, làm được đến đại tế ti thì sao có thể ngu xuẩn được chứ? Cô gái một chân nhìn về phía Tiểu Đạo, Thiên Đạo vẫn đang ngủ phải không? Tiểu Đạo lắc đầu, không. Cô gái một chân khẽ nhíu mày, vậy nàng ta đang làm gì? Cô đoán xem. Cô gái một chân lắc đầu, nói chuyện với cô đúng là chán chết. Tiểu Đạo cười ha ha. Lúc này, cô gái một chân đột nhiên nói, Thiên Đạo dám giết hắn không? Tiểu Đạo khẽ cười, tại sao phải giết hắn? Cô gái một chân nhìn về phía Tiểu Đạo cười bảo, cô không phát hiện ra à? Dù tên này rất đáng bị đánh, nhưng hắn lại là người rất tốt. Cô gái một chân nhìn dòng sông phía trước, cô đang mưu tính cái gì đấy? Theo ta biết thì cô hẳn là không thiếu thứ gì hết. Tiểu Đạo cười không nói. Cô gái một chân lắc đầu, cút đi. Tiểu Đạo cười ha ha, rồi xoay người rời đi. Bên trong hiệu cầm đồ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này đây, những phù văn quỷ dị màu đỏ chót lại xuất hiện trên người hắn. Toàn thân hắn đang có một luồng khí lưu cuộn trào. A Mục bên cạnh thì lại tò mò quan sát xung quanh. Cứ thế, hai ngày sau. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hắn lại có những phù văn đỏ li ti dao động. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, thế nào rồi? Diệp Huyên đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh. A Mục gật đầu, tốt lắm, bây giờ thân thể ngươi không kém gì Thiên Long Bốn Vân đâu, ngươi mà đấu đơn với ông lão kia thì có phần thắng rất lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, lão sẽ không đấu đơn với ta đâu. A Mục trừng mắt nhìn, hình như vậy thật, ba ngày sắp qua rồi, chúng ta phải rời khỏi đây thật sao? Diệp Huyên nói, chỉ ta rời đi thôi, cô vẫn ở lại đây. A Mục vội vàng lắc đầu, ngươi là Vu thị của ta phải theo ngươi chứ. Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nói, đi, ta dẫn cô đến một nơi. Nói xong, hắn liền vác A Mục lên đi. Vừa mới ra khỏi ngục tối vô biên. Đám Thiên Long lập tức nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp Huyên cười ha ha, các ngươi tới đuổi theo ta đi này. Nói xong, hắn lập tức bỏ chạy. Ông lão Thiên Long. Thấy Diệp Huyên lớn lối như thế, ông lão Thiên Long có chút khó hiểu. Tên này có ý gì? Nhưng không suy nghĩ gì nhiều, ông lão Thiên Long lập tức dẫn mấy con Thiên Long khác đuổi theo. Dọc đường, A Mục trên lưng Diệp Huyên đột nhiên hỏi, người định đến đâu? Diệp Huyên nói, tìm người giúp. A Mục trừng mắt nhìn, tìm ai? Diệp Huyên cười hì hì, cô sẽ biết ngay thôi. Nói xong, tốc độ của hắn lại tăng nhanh lên. Mà đám Thiên Long phía sau vẫn đang điên cuồng đuổi theo. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã đến một nơi hắn từng đến. Chiến trường cổ. Nơi này có hai cường giả siêu cấp, ác ma nhạn và thần linh. Nơi này bây giờ đang đóng kín. Nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng đạo tắc không gian để cưỡng chế xông vào, dù sao hắn cũng quen biết với ác ma nhạn và thần linh mà. Diệp Huyên vừa mới tiến vào chiến trường cổ, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn. Là ác ma nhạn lâu rồi không gặp. Ánh mắt ác ma nhạn lập tức rơi vào người A Mục, thấy A Mục, hai mắt nàng ta lập tức híp lại. A Mục tròn mắt nhìn, chào. Ác ma nhạn đang định nói chuyện thì lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Phía chân trời xa xa, có vài luồng hơi thở mạnh mẽ đang sộc tới. Ác ma nhạn khẽ nhíu mày,
nàng ta nhìn Diệp Huyên, người đã làm gì? Diệp Huyên còn chưa kịp nói chuyện, ông Lão Thiên Long cầm đầu đã xuất hiện trước mặt họ không xa. Thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức chạy đến cạnh ác ma nhạn rồi khoác lấy cánh tay nàng ta, tỷ ơi, lâu rồi không gặp, đệ nhớ tỷ lắm. Ác ma nhạn chớp mắt, tỷ. Diệp Huyên vội vàng nói, tỷ, đệ có quà cho tỷ nè. Nói xong, hắn lập tức lấy ra một cặp sừng, thấy cặp sừng này, sắc mặt ông Lão Thiên Long lập tức trở nên dữ tợn. Bởi vì đó là sừng rồng. Diệp Huyên vội dúi sừng rồng vào tay ác ma nhạn, tỷ à, cho tỷ đó. Ác ma nhạn liếc nhìn sừng rồng, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, đây là sừng rồng à? Đúng. Ác ma nhạn quan sát cặp sừng rồng một lát rồi nói, tuy cấp bậc thường thường, nhưng cũng coi như không tệ. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, người đưa cái này cho ta là muốn đám rồng bên kia chuyển mục tiêu thù hận, sau đó để ta ra tay đánh chúng giúp ngươi, đúng không? Bị lật tẩy, cái bản mặt dày của Diệp Huyên đỏ ửng lên. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, hắn chỉ vào đám thiên long ở phía xa xa rồi nói tỉ, bọn họ bắt nạt đệ. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, mà này, chúng ta hình như không quen biết nhau nhiều lắm nhỉ. Người hãm hại ta như thế có chút không phải phép đấy. Diệp Huyên nói, có câu một ngày phu thê trăm ngày ân. Hả? Ác ma nhạn đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn, cười mà như không cười, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Ngươi dùng câu này hình như không đúng lắm. Diệp Huyên cười xòa rồi nói tỷ, tỷ phân xử cho đệ đi, rồng của thiên long tộc muốn giết đệ, mà thực lực không đủ nên bị đệ giết ngược lại. Sau đó đệ nấu nó lên, tỷ thấy đệ có lỗi không? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, ngươi nấu một con thiên long. Diệp Huyên gật đầu. Ác ma nhạn giơ ngón cái lên với Diệp Huyên, lợi hại. Diệp Huyên hỏi, tiền bối biết thiên long? Ác ma nhạn cười nói, biết một chút, rồng của thiên tộc mà. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi quỷ dị, người phụ nữ này không hề đơn giản. Vậy mà nàng ta lại biết chuyện của hư vô duy độ. Đúng lúc này, ông Lão Thiên Long phía xa bỗng gằn giọng lên, các hạ, đây là chuyện giữa chúng ta, kính mong đừng nhúng tay vào. Ác ma nhạn nhìn về phía ông Lão Thiên Long, ta biết là chuyện của ngươi và hắn. Ông Lão Thiên Long khẽ gật đầu, đang định ra tay. Mà lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói, các ngươi ra ngoài đánh đi. Ông Lão Thiên Long khẽ nhíu mày, lão nhìn về phía ác ma nhạn, ra ngoài đánh. Ác ma nhạn gật đầu, đây là địa bàn của chúng ta, mảnh đất này vốn đã nhỏ, không chịu nổi các ngươi giằn xé nhau đâu, vậy nên ra ngoài mà đánh. Ông Lão Thiên Long nhìn ác ma nhạn, lão không cảm nhận được hơi thở của cô gái trước mắt này, hiển nhiên không phải là người tầm thường. Trầm mặc một lúc. Ông Lão Thiên Long nhìn về phía Diệp Huyên, đi, đi ra ngoài đánh. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đi. Ông Lão Thiên Long nhìn về phía ác ma nhạn thì lại nhìn về phía Diệp Huyên rồi cười nói, tiểu đệ đệ, đệ cũng đừng làm hại ác ma tộc ta chứ. Diệp Huyên trầm giọng nói, tỷ, ác ma tộc tỷ sợ thiên long tộc à. Ác ma nhạn cười nói, đừng dùng phép khích tướng với tỷ tỷ, vô dụng thôi. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, ông Lão Thiên Long đột nhiên cả giận thét lên, nhân loại. Diệp Huyên nhìn về phía ông Lão Thiên Long, lạnh lùng nói, ông tới đây mà đánh ta. Ông Lão Thiên Long giận tím mặt, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể của lão, mà Diệp Huyên mặt vẫn không biến sắc, hắn nhìn về phía ác ma nhạn tuy đang cười, nhưng nụ cười này có chút lạnh. Khi luồng hơi thở cường đại kia phóng đến trước mặt Diệp Huyên, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên lóe lên giữa trường. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại, ông Lão Thiên Long phía xa đã bị hất lùi hơn ngàn trượng, lão vừa dừng lại thì toàn thân đã thấm đẫm máu tươi. Một đòn trọng thương. Thấy cảnh đó, mọi người xung quanh đều vô cùng sửng sốt, ngay cả ông Lão Thiên Long cũng không dám tin. Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn, trong lòng hắn cũng đang vô cùng khiếp sợ, người phụ nữ này mạnh đến vậy sao? Ác ma nhạn nhìn ông Lão Thiên Long, ta đã nói với ông rồi. Nơi này rất nhỏ, không chịu được cấu xé, ông nghe không hiểu lời ta nói à? Ông Lão Thiên Long nhìn chằm chằm vào ác ma nhạn, các hạ, đây là chuyện giữa thiên long tộc và hắn. Ác ma nhạn trừng mắt, ta biết đây là chuyện của các ngươi, ta có nói muốn xen vào à? Ta có nói sẽ giúp hắn sao? Ta chưa nói gì cả. Nói xong,
Nàng ta nhếch miệng lên cười, ta đã bảo rồi, chỗ này nhỏ, không chứa đánh nhau, bảo ngươi đừng có đánh nhau ở đây, ngươi cứ không nghe, không nghe thì chính là không chịu nể mặt ác ma nhạn ta đây, ngươi không nể mặt ta thì sao ta lại phải nể mặt ngươi. Vẻ mặt của ông lão Thiên Long trở nên hơi khó coi, lão oán độc liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, tên nhân loại này vừa nãy cố ý chọc tức lão ra tay đây mà. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vội vàng nói, ta không có ra tay, ta rất nể mặt cô. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, ngươi là kẻ xấu xa nhất. Diệp Huyên, ác ma nhạn đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nói, ác ma tộc chúng ta hiện tại chỉ muốn hòa bình, không muốn vướng vào thị phi, cũng không muốn trở thành địch của bất kỳ thế lực nào, chúng ta chỉ muốn sống cho tốt, tiểu đệ đệ à, đệ hiểu ý của ta không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu mà. Ác ma nhạn cười nói, khi nào rời đi? Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, 3 ngày. Ác ma nhạn gật đầu, thành giao. Trong vòng 3 ngày, người có thể ở đây, ai ra tay, ta đánh kẻ đó. Diệp Huyên chân thành nói, đa tạ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía ông lão Thiên Long, nhớ cho kỹ, nơi này rất nhỏ, không chịu nổi các ngươi cấu xé. 3 ngày. Sắc mặt ông lão Thiên Long vô cùng u ám. Lại 3 ngày. Diệp Huyên ở phía xa xa lại dẫn A Mục rời đi. Sau khi Diệp Huyên và A Mục rời đi, ông lão Thiên Long nhìn về phía ác ma nhạn, các hạ, tên kia rõ ràng là một tên vô lại, vì sao các hạ lại phải nể mặt hắn? Hay là các hạ đang kiêng kỵ điều gì? Ác ma nhạn nhìn ông lão Thiên Long, cười nói, người đấy, cần gì phải vì một con rồng đã chết mà bám giết theo hắn không buông? Ông lão Thiên Long gần giọng nói, hắn làm nhục Thiên Long tộc ta. Ác ma nhạn lắc đầu, nếu như ta là ngươi, ta cũng mặc hắn sỉ nhục. Ông lão Thiên Long khẽ nhíu mày, các hạ có ý gì? Ác ma nhạn mở to mắt, ta chẳng có ý gì cả. Ha ha! Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lúc hay, ông lão Thiên Long đột nhiên hỏi, các hạ, rốt cuộc hắn là ai? Ác ma nhạn nhìn về phía ông lão Thiên Long, cười nói thật, ngươi đừng gây sự với hắn nữa. Dù sao nếu đổi lại là ta sẽ không chọc vào hắn đâu. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu. Ông lão Thiên Long đứng tại chỗ khẽ cau mày lại. Một lát sau, ông lão Thiên Long gần giọng nói, mặc kệ ngươi là người phương nào, làm nhục Thiên Long tộc ta thì phải chết. Nói xong, lão đã biến mất. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên dẫn A Mục đi đến một dãy núi nọ. A Mục bỗng nói, người phụ nữ vừa nãy cũng rất mạnh đấy. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, vu tộc có cường giả cỡ đấy không? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyên lại hỏi, nhiều không? A Mục lắc đầu, không nhiều lắm. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, rốt cuộc lúc nào bọn họ mới tỉnh dậy? A Mục lại lắc đầu, không biết nữa, nhưng cũng sắp rồi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, Thiên Long tộc sẽ có nhiều Thiên Long tỉnh lại hơn nữa đúng không? A Mục gật đầu, ta không lo Thiên Long tộc, ta lo là lo Thích Gia tộc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Thích Gia tộc. A Mục gật đầu, bọn họ là chủ nhân của Thiên Long tộc, thực lực cũng mạnh hơn, nếu bọn họ mà tỉnh lại thì ngươi gặp phiền toái lớn rồi đấy. Khóe miệng Diệp Huyên giật lên. A Mục đột nhiên cười nói, người hối hận vì đã hầm con rồng kia à? Diệp Huyên lắc đầu, không hối hận. A Mục cười cười, không nói gì. Diệp Huyên lấy kiếm Thiên Chu ra, hắn nhìn kiếm trong tay rồi trầm giọng nói, nếu nó sắc bén hơn chút nữa là được rồi. Hoặc để tên kia dùng linh hồn đánh với ta cũng được. A Mục nói, ta có thể khiến nó sắc bén hơn nữa. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục cười nói, thật đó. Sắc bén đến mức nào? A Mục suy nghĩ một chút rồi nói, người muốn đến mức nào? Chém rách phòng ngự của Thiên Long. A Mục đột nhiên nói, chỉ có một cách thôi, đó là cải tạo lại từ đầu thanh kiếm này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cải tạo lại từ đầu. A Mục gật đầu, kiếm này của ngươi đã đủ sắc bén rồi, nếu như thêm vào thiên đạo chi phong và địa mẫu chi nhuệ trong truyền. Thuyết thì kiếm này của ngươi sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Đừng nói là Thiên Long 4 vân, cho dù là Thiên Long 7 vân đến cũng không phòng ngự nổi. Diệp Huyên vội hỏi, thiên đạo chi phong, địa mẫu chi nhuệ,
Đó là thứ gì? A Mục cười nói, là thứ rất lợi hại. Diệp Huyên trầm giọng nói, đi đâu tìm bây giờ? A Mục tròn xoe mắt nói, ta có nè. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Cô có. Diệp Huyên nhìn A Mục, có hơi ngạc nhiên. A Mục gật đầu, ta có. Nói xong, A Mục xòe tay ra, một viên tinh thạch màu cam đột nhiên xuất hiện trong tay nàng ta, mà trong viên tinh thạch ấy còn có một tia sáng trắng lấp lánh. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, đây chính là thiên đạo chi phong. A Mục gật đầu, đúng. Thiên đạo chi phong là gì? Thiên đạo từng chế ra một thanh thần binh tên là thiên đạo chi nhận, nhưng sau này không biết tại sao thanh thần binh đó lại bị phân tách ra, mũi kiếm của thiên đạo chi nhận được vu tộc ta tìm thấy, sau này thì vào tay ta. Diệp Huyên mở to mắt, cô có thể giữ bảo vật của vu tộc tùy ý à? A Mục gật đầu, đúng, chỉ cần là đồ của vu tộc, ta đều dùng được. Diệp Huyên vội vàng hỏi, vu tộc các cô còn thiếu đại tế ti nào không? A Mục che miệng cười khẽ, ngươi đã là vô thị của ta nên không thể làm đại tế ti được nữa. Hơn nữa muốn làm đại tế ti thì cần phải có rất nhiều thứ. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, thiên đạo chi phong này sắc bén lắm à? A Mục gật đầu, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, vô cùng sắc bén. Nói xong, nàng ta lại lấy ra một cục đá nhỏ màu đỏ sẫm, bên trong cục đá có một sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc. Diệp Huyên nhìn cục đá, đây là... A Mục nói, đại địa chi nhuệ, đây là thứ sắc bén nhất trên mặt đất, nó được ngưng tụ thành từ dung nham ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất, mấy chục ngàn năm mới được ngần ấy đó. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, quý giá lắm. Diệp Huyên, A Mục đột nhiên lắc đầu, cho dù ta có hai thứ này, ngươi cũng không thể dung hợp chúng vào kiếm của ngươi được. Tại sao? Bởi vì ngươi thiếu một thợ rèn. Phải là thợ rèn có thể khống chế ba loại thần vật này. Diệp Huyên ngây người một lúc, sau đó vội vàng nói, ta có thợ rèn. A Mục nhìn Diệp Huyên, ngươi có. Diệp Huyên gật đầu, đúng, ta biết một thợ rèn. Thợ rèn bình thường không được đâu, phải là người vô cùng vô cùng vô cùng giỏi mới được. Diệp Huyên cười bảo, yên tâm đi, ông ấy giỏi lắm, là kiểu vô cùng vô cùng vô cùng giỏi đó. A Mục khẽ gật đầu. Vậy thì đi gặp thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn lập tức phác A Mục lên rồi biến mất tại chỗ. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi chiến trường cổ, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên một lát rồi hỏi, muốn rời khỏi. Diệp Huyên gật đầu, ở đây sẽ liên lụy đến nhạn cô nương, trong lòng ta vô cùng áy náy, thế nên ta quyết định rời khỏi. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Diệp Huyên. Ác ma nhạn bỗng nhìn sang A Mục, cô nương tên là gì? A Mục cười nói, A Mục. Ác ma nhạn im lặng một lát rồi bảo, nếu hiện tại cô nương có nhu cầu thì có thể ở lại đây, ta sẽ bảo vệ cô nương chu toàn. Diệp Huyên vội vàng hỏi, ta thì sao? Ác ma nhạn cười, người lợi hại mà, không cần người khác che chở đâu. Khóe miệng Diệp Huyên giật lên, người phụ nữ này. A Mục cười bảo, ý tốt của cô nương ta xin nhận. Nhưng hắn là vô thị của ta, hắn ở đâu thì ta ở đấy. Diệp Huyên nhìn A Mục mà không nói gì. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, đã rõ. Hai người bảo trọng. Diệp Huyên nói, nhạn cô nương, cô không giữ ta lại à? Nếu giữ ngươi lại, ta dám chắc chẳng bao lâu sau, nơi này của ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Diệp Huyên. Ác ma nhạn cười nói, tạm biệt. Nói xong, nàng ta đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Huyên lắc đầu, vô tình. Nói xong, hắn dẫn A Mục đi. Sau khi Diệp Huyên và A Mục biến mất, ác ma nhạn đi tới thần linh tộc, nàng ta đến trước điện thần linh rồi cười nói, hư vô duy độ bắt đầu hiện thế rồi. Lúc này, một người trung niên xuất hiện trước mặt nàng ta. Chính là thần đế. Thần đế nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, thật ra chúng ta có thể giúp hắn. Ác ma nhạn lắc đầu, có lợi cũng có hại. Chúng ta có thể bán ân tình, cho hắn một vài lợi lộc, nhưng không thể đánh cược hết thảy lên người hắn được. Thần đế khẽ nhíu mày, tại sao? Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, bởi vì ta không chắc có phải là thiên đạo đang tính kế chúng ta hay không. Thiên đạo. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt thần đế trầm lại. Ông ta vô cùng kiêng kỵ với sự tồn tại trong truyền thuyết này.
người phụ nữ kia thật sự rất đáng sợ. Lúc này, ác ma nhạn cười nói, còn nữa, một thiên long tộc nho nhỏ mà hắn không giải quyết được thì quá mức vô dụng rồi. Thần đế gật đầu, cũng đúng. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía chân trời, còn thiên long tộc kia nữa, bọn chúng cũng có gan đấy, dám gây sự với sao chổi. Nói xong, nàng ta lắc đầu nở nụ cười, rồi lại biến mất. Diệp Huyên vừa dẫn A Mục rời khỏi chiến trường cổ đã có mấy hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Thiên Long tộc. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, dẫn đầu vẫn là ông lão Thiên Long, lúc này vết thương trên người lão gần như đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Huyên thu hồi tầm nhìn, đẩy nhanh tốc độ. Hiện tại hắn phải mau chóng chạy tới Vĩnh Sinh Chi Địa để tìm ông lão thợ rèn. Phía sau Diệp Huyên, ông lão Thiên Long đột nhiên lên tiếng, tên này chắc chắn lại đang định đến nơi nào đó cầu xin giúp đỡ, mau tăng tốc, ngăn hắn lại. Nói xong, lão đột nhiên gầm lên, lập tức khôi phục lại bản thể, sau khi hóa rồng, tốc độ của lão tăng lên gấp bội. Phía xa xa, Diệp Huyên cũng nhờ sự giúp đỡ của A Mục mà tốc độ tăng lên đáng kể. Cứ thế, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã đến Vĩnh Sinh Chi Địa, như hắn dự liệu. Nơi này vẫn đang đóng cửa. Diệp Huyên dứt khoát sử dụng đạo tắc không gian, sau đó lại lợi dụng bước nhảy không gian vào thẳng Vĩnh Sinh Chi Địa, vừa vào trong, dị thú kinh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cười nói, dị thú kinh cô nương, lâu rồi không gặp. Dị thú kinh vừa định nói chuyện thì bỗng cau mày lại, ả ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phía xa xôi ấy đang có vài con thiên long khổng lồ lao tới đây. Sắc mặt dị thú kinh lập tức lạnh lại, ả nhìn Diệp Huyên cười xòa, ta còn có việc, cáo từ nhé. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Dị thú kinh đang định nói gì đó thì mấy con thiên long kia đã đến trước mặt ả. Ông lão thiên long dẫn đầu nhìn dị thú kinh, các hạ là gì của nhân loại kia? Dị thú kinh vô cảm đáp, ta không phải người của hắn. Ông lão thiên long, vậy xin các hạ giao hắn ra đây. Dị thú kinh lạnh lùng nói, sao ngươi không tự mình bắt hắn đi? Vậy chúng ta tự đi bắt. Dị thú kinh lúc này bỗng nói, không được đánh nhau ở trong đấy. Nghe thế, sắc mặt ông lão thiên long lập tức trở nên khó coi, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể của lão. Thấy cảnh này, ánh mắt của dị thú kinh lạnh đi, ả đột nhiên bước lên trước một bước, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên đánh lên đỉnh đầu của ông lão thiên long. Khoảnh khắc cảm nhận được uy thế của nguồn sức mạnh ấy, sắc mặt lão thiên long tái đi, bởi vì lão cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy có tính uy hiếp chí mạng với bản thân. Cả đàn thiên long liên tục thối lui lại, bọn họ nhìn dị thú kinh, lần này trong mắt họ đã tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Dị thú kinh vẫn lạnh lùng, khi ả được sáng tạo ra đã bẩm sinh có sự khắc chế nhất định với các loại dị thú, tất nhiên quan trọng nhất là vì hiện tại thực lực của ả đã được khôi phục hoàn toàn. Bây giờ ả đã có thể tùy ý điều động toàn bộ sức mạnh bên trong dị thú kinh. Chẳng qua mấy con thiên long này không thể là đối thủ của ả được. Ông lão thiên long nhìn chằm chằm vào dị thú kinh, rốt cuộc ngươi là ai? Từ sau khi rời khỏi hư vô duy độ, lão không ngờ mình càng lúc càng gặp phải mấy kẻ biến thái. Cường giả ở thời đại này nhiều đến vậy sao? Dị thú kinh lạnh lùng liếc ông lão thiên long kia, các ngươi muốn giết hắn. Ông lão thiên long gật đầu. Tại sao? Rồng của thiên long tộc bị hắn giết, hơn nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của lão lập tức trở nên dữ tợn, hơn nữa hắn còn nấu lên. Nấu rồng. Dị thú kinh giật giật khóe miệng, tên này lại dám đi làm thịt rồng. Ông lão thiên long nhìn về phía dị thú kinh, các hạ, đây là chuyện của chúng ta, mong các hạ đừng nhúng tay vào. Dị thú kinh vẫn vô cảm, ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Ông lão thiên long do dự một chốc rồi nói, vậy. Dị thú kinh lạnh lùng, ta sẽ bảo hắn rời đi. Nếu hắn không chịu đi thì sao? Ta không dính vào chuyện của các ngươi. Lát nữa ta sẽ khiến hắn rời đi. Sau khi hắn đi rồi thì ta hy vọng các ngươi đừng bước vào địa bàn của ta nữa. Nói xong, ả xoay người bỏ đi. Sắc mặt của ông lão thiên long có chút khó coi. Lão không ngờ rằng mình chỉ truy sát một thiếu niên nhân loại thôi mà gặp phải đủ đường khó khăn, hơn nữa còn chưa thành công. Nếu cứ kéo dài như vậy e là có chút không ổn. Ông lão thiên long cau mày, không biết đang trầm tư điều gì. Chấm chấm chấm.
Diệp Huyên dẫn A Mục đến nơi ở của ông lão thợ rèn, ông ta vẫn còn ở đây, khi thấy lão thợ rèn, Diệp Huyên vội vàng chạy đến, chào tiền bối. Ông lão thợ rèn nhìn A Mục, sau đó lại nói, người lại dẫn một cô gái khác đến. Diệp Huyên. A Mục mở to mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Ông lão thợ rèn bỗng hỏi, tìm ta có việc gì? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, hắn đưa kiếm thiên chu cho ông ta, sau đó nhìn sang A Mục. A Mục chợt hỏi, bên cạnh ngươi có nhiều phụ nữ lắm hả? Diệp Huyên ngạc nhiên, hắn không ngờ A Mục lại bỗng hỏi vấn đề này. Hắn đang định đáp thì A Mục lại cười bảo, ta hỏi vui thôi. Nói xong, nàng ta lấy thiên đạo chi phong và đại địa chi nhuệ ra đặt trước mặt ông lão thợ rèn. Thấy mấy thứ này, trong mắt ông lão thợ rèn lóe ra một tia khiếp sợ, đố tốt. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, nếu dung hợp chúng nó lại thì cần mất bao lâu? 2 ngày. Diệp Huyên thi lễ, đa tạ. Ông lão thợ rèn cầm 3 món đồ lên rồi quay người đi vào trong nhà tranh. Lúc này dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, rời khỏi đây. Diệp Huyên mở to mắt, ngươi nói gì thế, ta nghe không hiểu. Dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có giả ngu với ta. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, dị thú kinh cô nương, ta có thể ở lại đây mấy ngày không? Vẻ mặt dị thú kinh không chút cảm xúc, không thể. Diệp Huyên nói, chỉ 3 ngày thôi. Dị thú kinh vẫn quả quyết, không thể. Rất vô tình. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, người phụ nữ này thật quá vô tình. Dị thú kinh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên, chỗ này của ta không phải chỗ tị nạn của ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, 30 luồng tử khí xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa tử khí cho dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, khinh thường nói, ngươi tưởng ta tham lam giống nhân loại các ngươi sao? Diệp Huyên lại lấy 20 luồng tử khí ra. Dị thú kinh chợt nhận lấy 50 luồng tử khí kia, sau đó nói, 3 ngày sau phải đi ngay. Dứt lời, ả xoay người biến mất. Lúc này, A Mục ở bên cạnh đột nhiên nói, tử khí kia của ngươi không hề tầm thường chút nào. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, cô muốn à? A Mục lắc đầu, ta không cần tử khí. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía cửa hàng nhỏ kia, bây giờ hắn chỉ mong ông lão thợ rèn có thể nhanh chóng nâng cấp kiếm thiên chu. Mấy con thiên long kia thật sự quá kiêu ngạo. A Mục nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, cô nương khi nãy là một kỳ vật, nếu ngươi có thể thu phục nàng thì chắc chắn rất có lợi cho ngươi. Thu phục dị thú kinh. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, người này không thích ta. Ta không nên có ý đồ với ả. Nói xong, hắn nhìn A Mục cô nương, ta vẫn luôn không hiểu một điều, cao thủ của Vu tộc cô vẫn chưa tỉnh lại, vì sao cô có thể tỉnh lại thế? A Mục chớp mắt, tất cả sự gặp gỡ đều là số mệnh, là duyên phận. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý là ta với cô gặp nhau là duyên ư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.